Thư vừa mới về. Cha về. Cha bây giờ. Cha. 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 Cha mới về. Cha. Ông. Cha. Có sao không cha? Cha ngồi đi cha. Ông. Chuyện sao rồi ông? Không sao đâu. Nhờ có thằng Tú mọi chuyện đã yên rồi. Thằng Tài đâu? Thằng Tài đâu rồi? Thằng Tài đâu? Dạ. Ông à, có chuyện gì vậy? Dạ, cha gọi con. Mày. Ông. Dạ. Mày còn hỏi nữa hả mày? Tại sao mày mần như vậy? Cha nói chi? Con không có hiểu. Cái gì? Mày giả bộ nữa hả? Chuyến hàng vừa rồi có phải mày mần không? Chuyến hàng nào? Con đâu có biết. Mày đừng giả bộ ngây ngô. Tất cả chuyện này là đều do mày mần hết á. Ông nói gì? Chuyến hàng cấm vừa rồi là do thằng Tài nó mần đó hả? Bà hỏi ra đi. Có trúng gì không hả con? Cha. Mày đừng gọi tao là cha nữa. Chuyến hàng cấm vừa rồi là do mày ký đúng không? Hả? Có trúng như vậy không hả con? Má. Trời ơi, sao con ngu dữ vậy? Con mần như vậy thì còn gì cái nhà này nữa hả? Má. Tài. Cha. Mày muốn cho cái nhà này tán gia bại sản phải không Tài? Trời ơi cha. Là trời. Con xin cha má tha tội cho con. Tại vì con đang cần rất là nhiều tiền. Cha có để cho con thiếu thốn không? Mà con mần như vậy. Trời ơi, con có biết con làm như vậy là phạm pháp đi tù không hả con? Sao mà con ngu con dại quá vậy hả? Ơi. Xin cha má bớt giận. Mọi chuyện cũng đã yên rồi. Anh Tài, anh nói thật cho tôi biết đi. Ai đã xúi giục anh làm chuyện này? Chỉ có một mình tao làm thôi. Tôi không tin. Một mình anh không thể làm chuyện này được. Mày không tin thì kệ mày. Tao thách mày làm gì được tao đó. Anh Tài à, anh nên nhớ, anh ba không phải là người đáng tin tưởng. Anh đừng quá tin tưởng ảnh như vậy. Nè, tao cho mày biết, mày đừng có dùng kế ly gián để chia rẽ gia đình của tao nữa, để phục vụ cho ý đồ đen tối của mày. Cảm ơn mày đã lo cho tao, nhưng tao không cần. Mày chờ đó. Dựng ra bờ sông với tôi có chuyện muốn nói. Chính anh Phát đã rủ anh Tài tham gia chuyến hàng này. Tôi đã thấy ảnh đưa cho anh Tài rất là nhiều tiền. Chuyện này không ngoài dự đoán của tôi mà. Dựng nên cẩn thận với hai người đó, với cả chị Loan nữa. Nếu như mà Dượng muốn dạch tội người ta. Tôi không sợ mấy người họ. Tôi chỉ lo sợ là họ sẽ gây ảnh hưởng tới Thảo thôi. Tôi không sao đâu. Đừng có nhọc lòng vì tôi nữa. Dượng nên nghĩ đến hạnh phúc của mình và của Út thì hơn. Có lẽ trái tim của tôi bây giờ sẽ không bao giờ có thể đón nhận một người con gái thứ hai. Dượng đừng có nói vậy. Dượng phải cởi mở lòng của mình ra. Bởi vì Dượng xứng đáng được hạnh phúc mà. Vậy có khi nào Thảo cảm thấy hạnh phúc hay không? Chỉ cần mỗi ngày tôi được nhìn thấy con tôi thì tôi vui và hạnh phúc lắm rồi. Thôi tôi đi. Sao lúc nào Thảo cũng nghĩ tới hạnh phúc của người khác? Thảo không nghĩ tới hạnh phúc của mình. Nè, đợi tôi lâu không? Chuyện lần này bị lộ ra sớm. Tất cả là tại thằng Tú. Nó là người quen biết với nhiều quan lớn. Kiểu gì mà không lo lót cho người ta được. Anh nghĩ nó là người đã mang binh lính tới nhà của mình để mà lục soát. Nhưng mà nó làm vậy á để làm gì chứ? Để lấy lòng cha chứ làm cái gì? Bây giờ cậu thử nghĩ coi. Chính nó là người đã đưa cha lên trụ sở, và cũng chính nó là người đã bảo lãnh cha về. Theo cậu, cha có tin nó không? Thằng này nhỏ mà láo thiệt chứ. Mà nè, anh còn biết nó nói với tôi cái gì nữa không? Nó nói cái gì? Nó nói tôi á
là không nên giao du qua lại với anh nữa đó. Rồi cậu trả lời sao? Trả lời cái gì nó? Mặt nó tôi còn không thèm nhìn mà. Tôi bỏ đi một nước luôn. Tôi đang nói cái vụ lúa của tôi. Cái thằng ranh con này, dù sao mà lão liếu. Mày sẽ biết lại tao. Con mang thuốc lên cho mợ tôi nhỏ giùm mợ. Dạ. Dạ đây là thuốc dưỡng thai của mợ. Thuốc này có phải do đích thân mợ tôi lớn làm không vậy? Dạ phải. Thôi được rồi, mày đi ra ngoài đi. Dạ. Thảo à, bởi vì mẹ con mày dám cản đường của anh Phát, cho nên tao không thể để cho mẹ con mày được yên thân. Xong chén thuốc này vào rồi thì mình sẽ không còn là bà bầu xấu xí nữa, và anh Phát sẽ lại yêu thương mình như xưa. Dù gì thì đứa nhỏ này cũng là nấm ruột của mình mà. Mình làm như vậy có quá nhẫn tâm hay không? Nhưng thầy Lan cũng nói cái thai rất yếu, cũng không thể giữ lâu được. Chỉ bằng mình cho đứa nhỏ đi đầu thai sớm, và nhờ nó mà kế hoạch của mình với anh Phát mới sớm thành công. Ma xin lỗi con. Con đi nhà khác mà đầu thai nha. Đừng quán ma. Sao vậy nè Thảo? Em có sao không?
đứa mấy đứa đi mần việc tiếp đi. Đi. Dạ, đi đi dạ, đi mần dạ. Hết đi. Lẹ lên. Lẹ lên. Đi dạ. Đi. Dạ. Chị đó nha. Cái thứ gì mà ăn ở bất nhân như vậy hả? Rồi thế nào cũng sinh ra một cái thứ không ra gì hết à? Ngày xưa ông bà nói chớ có sai, mèo nào sinh miễu nấy. Phụng. Nó mà có mệnh hệ nào là mày chết với tao nghe chưa? Em về nghỉ ngơi trước đi, bụng mang dạ chữa như vậy. Em đi vô thì em thấy Dung bị vậy rồi, em đâu có biết gì đâu. Chị hiểu, chị hiểu rồi. Chị ba. Thôi bây giờ em về nghỉ ngơi đi, chứ bụng mang dạ chữa như vậy em suy nghĩ mông lung, sanh ra cuồng trí rồi ảnh hưởng đến đứa nhỏ nữa. Chuyện đâu còn có đó. Đi, đi về nghỉ ngơi trước đi. Chị đưa em về. Coi bộ lần này nhà ông hội đồng tổn thất nặng nề rồi đó nha. Nhưng mà điều quan trọng nhất á là lòng tin của ông hội đồng dành cho thằng Tú và thằng Tài không còn được nhiều như trước nữa. Kế hoạch buôn hàng cấm của Dượng là một mũi tên trúng hai con nhạn. Không những khiến mâu thuẫn của thằng Tú với thằng Tài dâng cao, mà còn khiến cho cả ông hội đồng mất hẳn lòng tin với thằng Tài. Nếu mà kế hoạch này cứ suôn sẻ như vậy thì không lâu nữa gia sản của ông hội đồng sẽ thuộc về chúng ta. Lấy trà thay rượu, mừng cho sự khởi đầu thành công của chúng ta. Mời. Mời. Dạ mời thầy. Dạ. Ừ, thầy ngồi đi. Nó khỏe không thầy? Đứa nhỏ trong bụng sao rồi thầy? Mợ ấy đã qua cơn nguy hiểm. Nhưng cái thai thì không còn nữa. Đúng là oan nghiệt mà. Bà cho người bốc theo đơn thuốc này cho mợ ấy uống 3 ngày. Sau 3 ngày mợ ấy sẽ ổn định lại sức khỏe. Cảm ơn thầy. Dạ không có gì, xin phép bà tôi về. Ừ. Cảm ơn thầy. Chào cô. Điều tao không mong muốn bây giờ cũng đã tới. Nó đúng là cái loài rắn độc mà. Nó dám hại chết con cháu nhà này. Để coi nó làm sao ăn nói với cha bay với thằng Tư đây. Má, em Thảo á là người bụng dạ hiền lành, không có phải là con ngựa vậy đâu. Con tin em Thảo không có mần cái chuyện tàn nhẫn như vậy. Thì chẳng phải chính miệng con Dung nó nói là con Thảo đã tráo thuốc an thai thành phá thai cho nó uống rồi hay sao? Nhưng mà má chỉ mới nghe một phía của con Dung thôi. Nè cô ba, con nói vậy chẳng khác nào con nói thím Tư nhỏ tự hại chết con mình để đổ lỗi cho con Thảo. Khi chưa biết rõ nguyên cớ ràng sao á thì tôi cũng không có dám khẳng định là ai mần cái chuyện này. Nhưng mà tôi tin á, em Thảo không phải là cái người như vậy, không thể mần những chuyện ác độc như vậy. Là phận đàn bà có chồng, ai mà không mong mỏi có một đứa con để hủ hỉ, cho dù có bị chồng phụ rẫy. Không lẽ thím Tư nhỏ lại đi tự dứt cái nhấm ruột của mình để hại con Thảo vì một chút hờn ghen hay sao? Má, má là người lớn, má phân xử đi má. Chứng cớ rành rành như vậy mà cô ba cứ binh nó hoài hả? Coi sao đặng ha má. Tôi nói vậy á, chỉ mong người nhà mình đừng có ai hiểu lầm em Thảo mà tội nghiệp. Dù gì á, cô cũng đang mang trong mình giọt máu của cái nhà này. Mày im đi. Mày vì cái con Thảo mà mày chống đối tao cho tới bao giờ nữa đây? Tao ngưng nói chẳng qua vì nó bụng mang dạ chữa. Tao không có để yên chuyện này đâu. Má. Bởi vậy người ta nói á, trên đời này cái loại người nào mà không có. Mới giết người vừa xong á mà còn thảnh thơi nấu trà được nữa sao? Má, má khoan đã. Má chớ có nói như vậy mà để cho thím Tư phiền lòng. Lỡ như ảnh hưởng tới đứa nhỏ, mà biết đâu sau này thím Dung không có sanh được nữa, cái má con của thím Tư thảnh thơi rỡ ràng dữ ha. Dầu có thảnh thơi hay hạnh phúc, dầu là có vinh hay nhục, thì không có tới quyền nó định đoạt mọi chuyện trong cái nhà này. Tao nói mà tụi bay không có tin. Bà mợ Tư lớn á, ngoài mặt như vậy thôi, nhưng mà trong cái tâm can của bà, bà còn hơn quỷ dữ luôn á. Bậy nè bà. Nè, anh chưa có rõ ngọn ngành á thì đừng có nói sằng bậy ra nha.
Nếu mà mợ tư lớn thiệt bụng mà có giả tâm á, thì đã tìm cách giết chết mấy má con bà hội đồng từ đời thỏ nào rồi nghe. Đúng rồi. Nói bậy thì bạ không. Nếu mà tâm của mợ không hiền nhân á, thì sao mợ nhịn nhục vậy hoài được? Bởi vậy tao nói tụi bay á, không có biết cái gì hết. Nhất là mày á, mày là tên lẹ. Nhưng mà mày không có lẹ chút nào hết trơn á. Cái gì trời? Mày biết tao không? Tao nè. Sao? Tao đi giao du biết bao nhiêu chỗ rồi, biết bao nhiêu người rồi. Chẳng lẽ tao không nhìn thấu được tâm can của bà mợ tư lớn? Tao nói cho tụi bay biết, chỉ cần ha, bà chỉ nhịn nhục như vậy thôi nha. Im đi. Im lặng đi. Chỉ cần á, bà chỉ sinh một đứa con trai thôi. Kêu mày im đi. Nhà ông bà hội đồng một cái ha, tiền bạc là của bà. Thối đời mà. Cái gì mà không làm được? Chỉ có tiền bạc mới ác hơn quỷ dữ nữa đó. Trời ơi, nhịn nhục như vậy hả? Chẳng qua là tài sản của nhà ông hội đồng thôi. Thôi đi mày. Nhưng chào mợ. Dạ chào mợ. Mày có ngon, mày đứng lại mày nói chuyện với tao nè. Mợ, mày đừng có bỏ chạy như vậy chứ mợ. Thôi mà mợ, mợ đừng có nghe lời tụi nó đàm tiếu bậy bạ mấy cái đó. Ở đây á, ai mà không biết tính tình của mợ. Mợ đừng có lo, mọi người ở đây tin mợ mà. Nha mợ. Thôi mận đi. Mận đi. Dung, ra đây. Tại sao em lại tự ý hành động mà không hỏi anh trước? Em xin lỗi, tại vì em không chịu đựng nổi khi suốt ngày bị giam cầm trong phòng như vậy, tù túng lắm. Với lại em sợ mình mang thai lâu, xấu xí sẽ mất anh. Em biết là mình làm sai khi tự ý mừng mà không hỏi ý kiến anh. Nhưng mà dù gì em cũng đổ lỗi cho con Thảo được rồi mà anh. Thôi được rồi, lần này anh bỏ qua cho em. Lần sau trước khi mừng cái gì phải hỏi anh trước. Em biết rồi. Nhớ đó,
Má. Làm gì mà cái bản mặt như ma trù vậy hả? Mới đạt được ý nguyện thì phải vui vẻ lên chứ. Cứ mang cái bản mặt này hoài sao tại nó mà ngăn được. Má à, người ta đang cố tình giả mèo khóc chuột đó. Đặng người ngoài nhìn vô, người ta nói má con mình độc mồm độc miệng, rồi thích ngược nhà mình đó má. Nè, cô coi mà cư xử sao cho đặng đó. Để kẻ hầu người hạ trong nhà bàn ra tán vô, nói má con tôi ép quan cho cô. Lao luôn cái mặt đi. Mắc công kẻ hầu người hạ nhà này hả? Nói cái gia đình này không biết cư xử với cô. Nè, hồi sáng tới giờ bị ai bỏ đói mà mặt mày ủ rũ vậy hả? Thì nãy nè, tôi thấy mợ Tư lớn đang ngồi thu lưu ở sân sau á, tưởng mợ có chuyện gì buồn, định lại hỏi thăm. Nào ngờ. Nào ngờ cái gì? Nói lẹ đi, ngồi ấp a ấp úng hoài ai biết cái gì. Mợ khóc tới hai con mắt sưng chù dù luôn. Tôi thấy vậy, tôi hoảng hồn tôi chạy vô chứ có biết nói gì giờ. Trời đất ơi, đàn ông con trai gì mà nhát hết vậy? Đáng lẽ ông phải an ủi mợ chứ. Thôi, đừng có suối bậy. Thân là kẻ ăn người ở trong nhà, làm sao mà dám đặt ngang hàng mình với chủ được mà khuyên. Mợ đối xử với mình á, đâu có giống chủ với lại đại tớ đâu. Tôi á cũng thấy mợ khóc hoài chứ gì. Nếu đặt mấy người vào trường hợp đó thì mấy người làm gì? Thì tôi né qua bên luôn chứ biết sao giờ. Má con bà hồi đầu mà thấy á, tôi hết đường sống luôn á. Vậy mà lúc nãy mạnh miệng quá ha. Thì tại tôi thương mợ chứ bộ. Tôi cũng tức giùm mợ. Mợ cũng có bầu giống như mợ Tư nhỏ vậy đó. Nhưng mà hả, cứ bị má con mà hội đồng suốt ngày chửi rủa hành hạ thì sao mà chịu nổi. Nhưng mà tính mợ hiền lành, nhẫn nhịn nên đâu có dám cãi lại mẹ con bà hội đồng đâu. Nhiều khi á, thấy mợ chỉ biết trốn vào một góc nào đó mà khóc thui thủi một mình thôi à. Tôi nói thiệt á, thân gái lấy chồng mà bị ghẻ lạnh hành hạ như vậy á thì thà tôi ở giá còn hơn á. Ai cũng nghĩ lấy được chồng giàu có sẽ sướng tấm thân. Nhưng mà đâu có phải ai cũng được may mắn giống như mợ Tư nhỏ với lại mợ hai nhà này đâu. Thì bởi vậy mọi người mỗi số mà. Ủa, sao Dương biết tôi ở đây? Không lẽ là con Lẹ nói? Bị hàm oan như vậy, sao chị Tư không nói cho mọi người hiểu? Tôi có nói thì cũng thay đổi được gì chứ, mà lại còn khiến cho má tức giận thêm. Tôi chỉ mong tôi được sống yên ổn cho tới ngày tôi sinh con ra. Mà tôi không hiểu sao chén thuốc dưỡng nó lại biến thành chén thuốc phá thai như vậy. Bây giờ ai cũng nghĩ tôi là người giết con của Dung. Chị gắng giữ lòng, thôi buồn rầu để ảnh hưởng không tốt tới cái thai. Sáng nay tôi mới hỏi dò, được tin cha thu xếp công việc đặng về nhà, có cha làm chủ, tất cả mọi chuyện sẽ được sáng tỏ thôi. Cảm ơn Dượng đã hiểu cho tôi. Chuyện của tôi cứ để tôi lo. Thôi Dượng đi đi, chứ để người ta bắt gặp Dượng với tôi nói chuyện như vậy á thì lại đột đoán không hay. Tôi không muốn Dượng vì tôi mà có chuyện. Tôi hiểu mà. Nhưng bằng chi cũng đừng suy nghĩ nhiều để ảnh hưởng tới sức khỏe của hai mẹ con. Bé Phúc rất cần sự chăm sóc lo lắng của chị đó. Tôi đi. Cô lấy thuốc này về. Dạ. Sắc 3 chén, còn lại 8 dạ. phân. Dạ thầy. Uống trong 3 ngày, hết thuốc quay lại đây. Dạ. Tôi sẽ bắt mạch coi sao. Dạ, tôi chào thầy. Dạ. Cảm ơn thầy. Dạ, chào thầy. Dạ, chào ngài cố vấn. Chẳng hay ngài đương cần tìm thuốc gì vậy? À, xin lỗi vì đã làm phiền thầy. Dạ. Và, thầy cho tôi hỏi một chuyện riêng tư có được không?
Bộ có chuyện gì hệ trọng hả ngài? Tôi muốn biết độ trong 3 ngày nay có những ai tới đây mua thuốc phá thai không thầy? Đúng lý ra là tôi không được tiết lộ danh tánh người mua thuốc, nhưng vì ngài là người chức cao vọng trọng, lại uy tín và được bà con quý trọng, nên tôi xin thưa thiệt với ngài, cách đây 2 hôm mà từ nhỏ có tìm tới đây mua thuốc phá thai. Vậy dễ có nói cho thầy biết là cho thầy thuốc nào đã kê đơn như vậy không? Mà từ nhỏ tới đây kêu cửa lúc tờ mờ sáng thấy lạ nên tôi có hỏi thầy nào kê đơn, nhưng mà không chịu nói. Tôi sợ mình bị liên lụy, sợ sau này nhà hội đồng biết được, nên ép mợ phải để tôi bắt mạch sơ qua mới bán thuốc. Thì bất ngờ. Có chuyện gì không hay sao thầy? Cái thai rất yếu, cho dù cố gắng giữ lại thì không bao lâu nó cũng sẽ tự xảy thôi. Đây chắc chắn là thâm ý của cô ấy rồi, muốn thừa dịp này đặng mà hãm hại Thảo. Bộc công đôi chuyện, thật không ngờ mà. Nè, bay đi đâu mất tâm mấy ngày nay mới mò về vậy hả? Thì con đi mần ăn, má hỏi làm chi. Mần ăn. Nè Minh. Dạ. Trời đất ơi. Nè, cái chuyện này á để người làm họ mần, mắc mớ gì tới mình mà mình mần mấy cái chuyện này hả? Trời đất ơi, anh Tư, anh mới uống nhầm thuốc hả? Từ xưa tới giờ công việc của chị là mần mấy chuyện này mà. Ờ, thì từ xưa giờ vậy, nhưng mà bây giờ khác. Hồi đó không có bầu, bây giờ có bầu, hiểu không? Mần vậy ảnh hưởng tới con tao sao mày? Nè, bay đi mất biệt mấy ngày hôm nay, bay đâu có biết cái chuyện gì xảy ra trong cái nhà này đâu. Chuyện chi má? Nó mới vừa hại con Dung á, mất tiêu cái đứa nhỏ rồi. Ừ. Phải đó, anh đi biền biệt anh đâu có biết là chị Tư nhỏ phải chịu bao nhiêu là chuyện đâu. Bây giờ chị đang đau khổ lắm kia kìa, chị ta rất là độc ác luôn đó. Anh Tư còn bên chị nữa hả? Thì chắc là sự cố gì thôi, chứ con nghĩ Thảo nó không độc ác dữ vậy đâu má ơi. Má. Thôi mà, dù gì cũng đã mất rồi, đừng có đau buồn quá làm chi hả? Má, má thấy rõ ràng là anh Tư bên chầm chập liền kìa má. Mày á, sao mày nhiều chuyện quá à? Mày nghĩ sao vậy? Bây giờ lỡ mất thì cũng đã mất rồi, suy nghĩ chi cho nó cực dữ vậy, đúng không? Em thấy anh sao mà lạnh lùng với chị Tư nhỏ quá à? Dầu gì đi chăng nữa, đứa con trong bụng đó cũng là đứa con đầu lòng của anh với chị Tư nhỏ đó. Nhưng mà làm gì thì làm, cũng phải trừng trị cái con đàn bà độc ác này cho nó biết tội. Nè, đó, mày thấy không? Nó mới hại người ta mất con mà mặt mày nó lạnh tanh dữ dưng như vậy đó, mày thấy chưa? Thôi má bớt bớt giùm con cái đi, con với anh Dung còn trẻ mà, mất đứa này con với anh Dung sinh đứa khác, không lẽ giờ mọi người muốn mận con mất thêm đứa nhỏ đang nằm trong bụng nữa làm sao? Mọi người á để cô sanh ra đi rồi muốn luận tội sao cũng được, đúng không má? Nhà này sắp có chuyện lạ xảy ra rồi nghe. Không biết chú Tư đang thương con hay là thương má của nó nữa. Ngộ rồi nha. Tôi thương ai á là chuyện của tôi, không mắc mớ chi tới chị á đó. Mà tôi thấy hôm rà hình như chị rảnh lắm hay sao á, cứ xía vô chuyện vợ chồng của tôi hoài à. Tôi biết rồi, nếu như mà tôi không có được con trai á thì cái người mà vui nhất trong căn nhà này là chị, đúng không chị hai? Chú Tư nói quan cho tôi quá. Cùng là thân phận làm dâu, nhưng mà tôi may mắn hơn không phải làm vợ lẽ của chồng mình, nên tôi thấy con Dung nó bị vợ lớn phá cho hư đứa con trong bụng, nên tôi ức tôi nói dùm vậy thôi. Có trái với luân thường đạo lý không chú Tư? Đúng, đúng là không có trái với luân thường đạo lý, nhưng mà tôi thấy trái với tính cách của chị nha chị hai. Nhiều chuyện hơi bị quá rồi đó. Tôi mệt rồi, nói với người làm á, làm cho tôi chén canh ăn thần đi, đau đầu quá. Nè, cô mới vừa lại sức, sao không ở trong phòng nghỉ ngơi mà ra đi mần chi? Gió mái như vậy không có tốt đâu. Gì? Chị muốn trù cho tôi trúng gió chết đó hả? Chị độc ác vừa vừa thôi. Chị mới vừa hại chết con tôi chưa đủ, bây giờ muốn tôi chết luôn để dễ bề độc chiếm cái gia sản này chứ gì? Chị cũng đã làm mẹ và sắp sửa sinh thêm đứa nữa, mà sao chị nhẫn tâm quá vậy? Chị tước đoạt cái quyền làm mẹ của tôi,
Cho dù chị có mất đứa nhỏ này thì chị cũng còn có phúc. Còn tôi, chị nghĩ coi, tôi thì sao hả? Nếu vì chuyện này mà tôi suốt đời không thể sinh được nữa thì chị có lấy cái mạng sống của mình để đổi lấy cái quyền sinh con của tôi được không hả? Cô muốn hành hạ hay chửi rủa tôi sao cũng được hết, nhưng mà tôi xin cô đừng có đem mạng sống của con mình ra để mà đổ tội cho người khác. Tôi nói cho cô biết, trong cái nhà này có thể mọi người không ai biết chuyện gì hết, nhưng mà cả tôi và cô đều hiểu rõ sự tình ở trong đó ra sao. Sự tình ở trong hả? Vậy là chị nghĩ là tôi tự giết hại con của mình để đổ lỗi cho chị hả? Tôi cứ nghĩ lòng dạ của chị hiền lành giống như cha nói, nhưng mà không ngờ bụng dạ của chị còn độc ác hơn là rắn độc nữa. Cô đừng có suy bụng ta ra bụng người như vậy. Ông bà xưa nói quả thật không sai mà, đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Chị độc ác như vậy, bảo sao con Phúc trong nhà này không ai ưa hết. Để coi đứa nhỏ mới gần sắp sinh ra đời này, coi có làm nên được trò trống gì không, hay cũng chỉ là cái lũ ăn hại giống như má của nó vậy đó. Mày nhỏ, vậy thôi đi, chuyện không hay cũng đã xảy ra rồi. Chị cứ ở đây dằn vặt chị tư lớn như vậy hoài có thay đổi được gì không? Mấy đứa nhỏ có tội tình gì mà phải đem ra làm vật tế cho những mưu đồ của người lớn như vậy? Gì? Dượng nói vậy là ý gì? Cho dù Dượng có là ông này bà nọ đi chăng nữa, trong cái nhà này xét về gia dế, Dượng phải gọi tôi bằng chị. Thì Dượng lấy cái quyền gì mà lớn tiếng dạy đời tôi hả? Hay là Dượng đang xót thương cho tình cũ? Nè, chị đừng có ăn nói hồ đồ, độc mồm độc miệng như vậy nha. Bụng dạ tôi sao trời xanh sẽ thấu, còn lòng dạ chị sao để mình không được làm mẹ thì chị tự hiểu lấy đi. Dượng! Trời, thôi tôi xin hai người đừng có mận vậy. Ai mà thấy thì có phải là người ta cười vô mặt không? Chị đừng có bầu, nên vô trong nghỉ ngơi đi. Chuyện này của tôi và chị Tư nhỏ tôi tự dàn xếp được. Vậy vào trong đi chị Tư. Tất cả nội tình của chuyện này tôi đã biết hết rồi. Nếu còn lương tâm và để bản thân của mình không phải hổ thẹn với đứa con của mình thì chị biết cần phải làm gì để giải oan cho người bị oan rồi đó. Dượng, ban nãy Dượng hơi nặng lời với Dung đó. Dầu gì thì cô ấy cũng vừa mới mất con, tâm trí uất ức, cuồng trí mà nói ra những lời đó thôi. Dượng nói như vậy rất là tàn nhẫn, Dượng có biết không? Tôi có lý do để nói như vậy, và cũng không xứng đáng để được mọi người đối xử tốt, nhất là đối với chị. Ý Dượng là sao? Tôi không hiểu. Tôi sẽ làm mọi cách để cổ phải thừa nhận những việc làm sai quấy của cổ mà cổ đã đổ tội lên người của chị. Dạ, mời cô cậu. Mình phải làm sao bây giờ hả anh? Thằng Tú nó biết hết trơn hết trọi mọi âm mưu của mình rồi. Nó vừa mới hăm dọa em nữa nè. Lúc đó có ai ở đó không? Cũng may á, là nó kêu con Thảo đi vô trong để nói chuyện riêng với em. Trời ơi, cái chuyện này mà lòi ra là chết hết cả đám luôn đó. Em cứ yên tâm đi, nó không bao giờ thắng được chúng ta. Và kể từ bây giờ, nó cũng không bao giờ moi được một cái bằng cớ nào hết. Nếu như muốn trừ hậu quả cho sau này thì mình phải đi trước nó một bước. Phải, kẻ thua cuộc chính là kẻ tới sau. Hai người nói cái gì mà em không hiểu gì hết vậy? Nếu sợ thần Tú vạch trần âm mưu thì mình phải đi trước nó một bước. Nếu như nó không tìm được người thầy thuốc thì mọi chuyện sẽ thay đổi được chi? Nhưng mà liệu ông có nghe lời mình không? Có tiền là có quyền thôi. Chào cậu, cậu kiếm ai vậy? Dạ, cô cho hỏi có thầy ở nhà không cô? Dạ thưa cậu, chồng tôi á vì có công chuyện gấp á đi lên Cần Thơ, cho nên phải nghỉ khám một thời gian đó. Vậy thầy có nói khi nào thầy về không? Ông đi gấp quá, tôi có hỏi thăm được chi đâu.
Mà cậu kiếm chồng tôi có chuyện chi hệ trọng sao cậu? À dạ không có gì đâu. Thôi cảm ơn cô, tôi về. Dạ, dạ cậu về. Đó, ông coi ông phân xử sao cho hiệp tình hiệp lý thì ông phân xử đi. Chứ tôi là tôi tức chịu không nổi rồi đó. Tôi nghĩ là chắc có sự nhầm lẫn gì trong cái lúc mà mua thuốc an thai thôi. Chứ còn con Thảo nó đâu có nhẫn tâm mà làm cái chuyện thất đức như vậy. Trời ơi, cha ơi là cha, chuyện đã rõ ràng ra như vậy rồi á, mà cha cứ binh chị Tư chầm chập à. Không lẽ chị Tư nhỏ lại dựng chuyện để bêu réo chị Tư lớn hay sao chứ? Thôi mà, cái nhà này đã xảy ra bao nhiêu chuyện rối rắm rồi. Bây giờ mình cái chuyện gì bỏ qua được thì bỏ qua đi. Bây giờ mọi chuyện nó đã rồi rồi, có giận có buồn gì đi nữa cũng đâu có ích lợi gì đâu. Bây giờ cái điều quan trọng là lo cho đứa cháu còn sống kìa. Vậy ý ông là kêu tôi phải lo cho con Thảo hả? Chứ giờ bà muốn sao? Nó cũng đương mang cái giọt máu của gia đình này mà. Nếu cái tinh thần mà nó không được thư thái, nó sẽ ảnh hưởng tới đứa nhỏ. Bà cũng đâu có muốn mất một đứa nữa mà, phải không? Ông nói cái gì vậy ông hội đồng? Ông có thiên vị thì ông thiên vị cũng vừa vừa thôi. Từ một đứa mang một cái tội tày trời như vậy á, mà ông rủ sạch hết mọi trách nhiệm. Rồi bây giờ á, còn muốn má con tôi nhắm mắt cho qua chuyện này là sao vậy hả? Bây giờ bà muốn sao bà nói đại đi. Bây giờ bà muốn con Thảo nó xảy thai giống như là con Dung, bà mới chịu phải không? Tôi mới đi về, tôi mệt lắm, để cho tôi nghỉ ngơi chút được không? Ý ông là ý trời mà, ông muốn cái gì thì ông mừng cái đó thôi. Mệt thiệt á. Ủa má, bay chịu về rồi đó hả? Tao tưởng bay giác xác đi 2-3 bữa mới mang về nhà chứ. Có gì đâu. Ủa sao đường sáng sớm mà mặt má tối thui vậy? Ai chọc giận má hả? Nói con đi để con tính nó cho. Má à, má đừng có thắc mắc tại sao anh Tư về sớm. Nhìn cái mặt của anh Tư hả là con biết anh hết tiền rồi. Nhưng mà mày nói đúng á. Má, cho con xin ít tiền đi, tại con dướng vô mớ bồng bông này khó gỡ quá. Cái gì? Thấy chưa má, hết con vợ rồi thấy thằng chồng gây chuyện là sao? Bộ mày làm cái chuyện gì bên ngoài rồi nữa hả? Đâu có đâu, mượn tiền má để mần ăn thôi mà. Mày mần ăn cái gì? Ủa cha. Hả? Ủa, mày mần ăn lương thiện hay là mà mày cha làm chuyện tầm bậy? Ủa cha về hồi nào mà sao mấy đứa xe kéo nó không báo cho con biết vậy? Mày ông nội ha, rồi nó báo cho mày. Mấy đứa nó báo cho mày á, rồi làm sao mà tao biết được mày đang xin tiền má mày? Thì tao đã cấm tất cả mọi người ở trong căn nhà này, không ai có quyền mà đưa cho mày một đồng xu cắt bạc nào, mày biết không? Nữa cha cứ vậy hoài à. Sao tự nhiên cấm cái chuyện gì mà kỳ cục vậy trời? Thì đó, tôi muốn nó tự kiếm tiền mà sống, rồi kiếm tiền để đền lại cái tiền mà bị phạt trong cái chuyến hàng cấm vừa rồi đó. Nè, cái chuyện mày gây ra mày phải chịu trách nhiệm. Mày phải tự đi kiếm bạc á, để mày bù lại cái số tiền phạt mà mày đã gây ra, nghe chưa? Nghe chưa mày? Thằng mất dạy Ly, nói hoài không biết nghe. Cứ vậy hoài à. Cái thứ gì Ly. Má thấy chưa, cha cứ vậy hoài à. Cha nói đúng á. Ai? Trời ơi, ai mà chọc giận cậu Tư nhà ông hội đồng, chổi đá muốn chết hết cá luôn vậy. Tôi tức thiệt nha. Tôi không biết là tôi có phải là con ruột của cha hay không nữa. Lúc nào ông cũng khen là anh hai hiền lành dễ thương tốt bụng, còn thằng Tú là rể quý, còn tôi nè lúc nào cũng bị chê trách còn coi thường nữa chứ. Cha hiểu lầm cậu vụ gì nữa hả? Hiểu lầm cái gì? Ông bắt gặp tôi đang vô xin tiền má, rồi ông nói là dứt khoát má không được cho tiền tôi. Ông còn nói tôi phải tự kiếm ra tiền, bất cứ những người trong nhà này không ai được cho tiền tôi hết. Điều còn tức hơn nữa là cái gì? Ông còn bắt tôi phải kiếm lại số tiền để đền bù vô cái vụ hàng cấm vừa rồi đó. Bây giờ cậu muốn cha thay đổi suy nghĩ về cậu
cậu phải kiếm ra thật nhiều tiền trong thời gian ngắn nhất. Thôi đi. Bây giờ trong thời gian ngắn nhất mà kiếm được nhiều tiền chỉ có làm những cái chuyện phạm pháp thôi. Mà tôi sợ dữ lắm rồi. Đừng có rủ rê tôi ba cái chuyện đó nữa. Tôi biết. Làm sao mà dám bày cho cậu làm những cái chuyện đó nữa. Bây giờ chỉ còn một cách vậy nè. Mượn tiền đi đánh bạc. Cái gì? Mượn tiền đánh bạc hả? Ừ. Thôi quên đi. Đừng có nghĩ tới mấy chuyện đó nữa. Lỡ thua trắng thì sao? Còn mắc nợ nữa là khác á. Bây giờ cậu thử nghĩ đi. Cha của cậu là người có quyền có thế ở cái xứ này. Bây giờ cho dù cậu có giết người đốt nhà đi nữa, tiền của cha cậu là che lấp được hết. Bây giờ cậu phải làm liều, đánh một ván bài duy nhất này để làm thay đổi hết tất cả mọi suy nghĩ của cha và cậu. Coi bộ Dương Út đang dắt óc suy nghĩ, tìm đủ mọi cách để vạch trần tội lỗi của tôi. Có phải không? Vậy thì cứ thử coi, coi có được không. Đờn ông đờn an gì á, mà suốt ngày ăn ở không, xía vô chuyện của đờn bà. Cho dù á Dượng có mần cái gì thì cũng không bao giờ có được con Thảo đâu. Bây giờ nó là vợ của cậu Tư trong nhà này, và cho tới chết thì nó vẫn là ma của nhà này. Cô biết chưa? Đồ vô dụng. Cô nên nhớ, ở đời luôn có luật nhân quả. Người như cô sớm muộn gì cũng phải đền tội thôi. Chưa biết tôi hay là con Thảo sẽ đền tội. Đặt vô đây, đặt vô. Đặt bắt luôn. Lẹ đi, lẹ đi. Xui quá. Bữa nay giận đen quá ha. Thôi bữa khác mình lại phục thù, không sao hết. Cứ như vậy đi. Mà nè. Hả? Nhớ quay lại trả bạc cho tôi nha. Thì ra là ông sợ tôi trốn chứ gì. Xin lỗi ông nghe. Nên nhớ cha của thằng này á là hội đồng nha. Tiền bằng núi nha. Ba cái lẻ tẻ tiền của ông hả? Nhầm nhò gì. Ê chết, cậu nói vậy là quan cho tôi lắm rồi. Chẳng qua tôi muốn nói như vậy là cậu biết tại vì sao không? Để lâu quá, rủi như mà đám lâu la của tôi nó lỡ miệng nó nói ra ngoài. Chừng đó thì mất mặt cậu Tư thôi mà. Nào, nhớ nha, tiền của ông tôi sẽ trả. Nhưng mà nhớ cẩn thận cái mỏ của ông đó. Ông mà bép xép là tôi nhổ hết răng của ông đó. Biết chưa? Dạ tôi biết rồi cậu Tư. Thôi cậu Tư cứ đi về đi. Mai mốt ra coi. Má à, con nghe nói là bữa nay cha với lại anh Tú lên Sở Cánh Ti để giải quyết cái vụ chuyến hàng cấm mà anh Tư gây ra hả má? Ừ. Giờ không biết mức hình phạt sao nữa. Mà cái thằng thiệt là vậy. Mừng cái chi không mừng, đi mừng cái chuyện quốc cấm à. Má đừng có lo. Dù gì thì anh Tú cũng có tiếng nói, chắc là sẽ giải quyết được mà má. Ừ, má cũng mong là vậy. Ủa, anh Tư về kìa má. Đi đâu mà giờ mới mò về vậy hả? Đi công chuyện. Má, cho mượn chút ít tiền đi má. Gặp cái mặt mày là tiền hả? Suốt ngày chỉ biết chơi bời rồi gây ra đủ thứ chuyện hết. Má không cho thì thôi, mần chi má nặng lời với tôi dữ vậy. Công nhận anh Tư vô tư vô tâm thiệt á ha. Cả nhà đang rối lên hết. Để giải quyết cái chuyện hàng cấm mà anh Tư gây ra đó, mà anh Tư không lo lắng chi hết vậy? Trời ơi, hơi đâu mà mày lo. Nhà này á thì thiếu gì tiền của, phạt có chút ít nhầm nhò gì đâu mày ơi. Nhầm nhò gì hả mày? Dạ. Hả? Tao quất mày một cây bây giờ. Dạ. Đồ cái thứ ăn hại, không làm được cái chuyện gì cho gia đình này hết. Rồi còn thất thoát nữa. Ừ. Thôi mà, ừ ông, họ nói cái mức hình phạt sao rồi ông? Đâu có bao nhiêu đâu. Bằng 1/3 cái gia sản nhà này. Hả? Trời đất ơi, cái gì mà dữ vậy? Trời ơi, nhiều dữ vậy hả cha? Chứ không phải thằng Tú nó nói giúp cho mình rồi sao? Sao mà phạt nặng dữ vậy hả? Trời ơi má ơi, nó không nói thêm vô thì thôi. Mắc mớ gì nó giúp cho mình.
Mày câm cái miệng mày lại nha. Mày là chuyên nói xấu người khác thôi. Nhờ thằng Tú đó, nếu không là nguyên cái tài sản nhà này nè đi tông hết. Còn mày đó hả, tù mọt công nghe con. Mày im cái miệng mày chút có chết không vậy? Còn quỷ à? Cha cứ vậy hoài. Dạ mời cô cậu. Lần này coi bộ thần tài hết hy vọng là người thừa kế rồi. Tôi nghe đâu ông hội đồng phải chia một số tiền lớn cho cái vụ hàng cấm vừa rồi đó. Dự mần vậy khiến cho gia sản ông hội đồng tổn hao nhiều đó nha. Nếu không mạnh tay thì làm sao gây ấn tượng mạnh, đúng không? Tuy là để lại ấn tượng xấu của thằng Tài đối với ông hội đồng, nhưng mà chúng ta phải mần sao để cho thằng Tài mất hết tất cả thì mục đích của chúng ta mới thành công. Chị yên tâm đi, nó cũng sắp vào đường cùng rồi. Sao dự nghĩ vậy? Theo tôi biết á, thì nó cũng đang thiếu nợ một số tiền rất là lớn. Nếu như mà nó không trả được hết thì mạng của nó cũng đâu có an toàn đâu. Nếu vậy thì chúng ta nên tạo cho nó một cơ hội để sớm rời khỏi gia đình của ông hội đồng. Tôi cũng đang suy nghĩ cách đây. Khi nó túng quẫn thì nó sẽ làm liều thôi. Sao dự không nhân cơ hội này mà chỉ cắt cho nó phạm tội thêm? Anh ba, bây giờ chuyện này mình xử lý sao đây anh ba? Dạ mời ạ. Chuyện này mà bể ra ngoài hả, tôi không còn mặt mũi nào giờ mai trong cái xứ này nữa đâu. Tôi cũng vừa thâu được kha khá ít bạc, nhưng mà ngặt cái là tôi đưa cho chị ba của cậu hết rồi. Thôi là bây giờ như vậy, để tôi hỏi chị ba của cậu, tôi lấy lại, tôi đưa cho cậu để cậu ứng trước cho người ta. Thôi 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 thôi, đừng có nói cho bà biết. Tính của bà tôi biết quá mà. Anh nói cho bà chẳng khác nào bà nói hết cho toàn bộ gia đình biết luôn đó. Hả? Hay là bây giờ mình... Hả? Có cách gì? Anh có cách gì anh chỉ cho tôi đi. Bây giờ chỉ còn một cách duy nhất mà thôi. Cách gì? Cách gì? Cậu thế chấp giấy tờ của tiệm gạo mà cậu quản lý cho người ta làm tin, trám miệng họ lại trước. Thế chấp giấy tờ của tiệm gạo hả? Ừ. Là ai chạy cục đá vô phòng mình nè Minh? Để đó anh ra thử coi sao. Mình cứ ở đây nghe. Sao tự nhiên em qua đây chứ vậy? Anh đã dặn rồi, muốn tìm anh là phải hẹn trước. Anh ơi, nó về nó tìm em sợ lắm. Anh ơi, con của mình đó anh.
Làm sao đây anh? Tiếng khóc của nó thấy ghê lắm, giống như là nó đang quán giận em vậy đó. Em sợ lắm anh ơi. Nè em, bây giờ em nghe nói nè, em phải bình tĩnh lại. Chẳng qua là ban ngày em nhớ về nó rồi, ban đêm em nằm mơ mộng mị rồi em thấy vậy thôi, chứ trên đời này không có ma cõi miễn không. Em không có nằm mơ, em thấy rõ ràng, chính mắt em thấy nó bò về phía em nè. Anh, hay là tối nay anh qua ngủ với em nha anh, chị em ngủ mình em sợ lắm anh ơi. Được rồi, nè, em bình tĩnh lại đi, bình tĩnh. Bây giờ em cứ về trước, anh sẽ qua với em, được chưa? Nhưng mà bây giờ em phải mạnh mẽ lên, phải vì tương lai của mình nha. Về đi. Bình tĩnh. Bây giờ em nghe anh nói nè, không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Bây giờ em phải bình tĩnh lại, có anh ở đây rồi nha. Qua đây với anh. Từ từ. Rồi, ngồi xuống. Nè, em bình tĩnh lại đi. Anh ơi, anh ở đây, anh đừng có đi nha. Rồi. Thầy của mình em ở đây là nó về tìm em mà, em sợ lắm. Anh biết. Bây giờ nè, em nghe lời của anh, cứ nằm xuống nghỉ ngơi đi. Anh sẽ ở bên cạnh của em, đến khi nào em ngủ xong thì anh mới đi, được chứ? Anh ở đây với em suốt đêm nay nha. Nha anh. Rồi. Anh biết rồi. Nè. Bây giờ em nằm xuống đi. Nằm xuống. Nằm xuống, cứ bình tĩnh đi, không có chuyện gì hết á. Rồi, có anh đây. Rồi, có anh đây. Anh ơi. Được rồi, sợ. Không sao đâu. Anh nhớ mua gà tôi qua tôi mừng phụ nghe không? Rồi, bà nấu tôi hôm qua, giờ tôi nhớ phải. Rồi nè. Rồi nhớ mua thêm cá rô đồng nữa đó. Trời, bà chu đáo ghê á. Qua đây. Tôi muốn nhờ cậu giúp tôi một chuyện. Chuyện gì, nói cụ thể hơn đi. Tôi muốn cậu qua nhà bà hội đồng. Anh ơi. Cái gì vậy?
Em nghe lời anh, đi vô nhanh đi. Đi. Em bình tĩnh đi. Anh. Nè. Cái gì? Em làm cái gì vậy? Mừng chuyện kiểu đó, thiên hạ biết chuyện của mình rồi sao? Nhưng mà em sợ lắm anh ơi. Không có đêm nào mà em ngủ được hết. Cứ hề nhắm mắt lại là em nghe thấy tiếng của con nó khóc. Em không tài nào ngủ được hết á. Nè. Sau cái lúc mà em uống thuốc á, quyết tâm là giết chết đứa trẻ, em gan dạ lắm mà. Bây giờ là sợ sệt như vậy là sao? Em làm như vậy, làm sao mình đi theo anh để bằng chuyện lớn được? Nè, kể từ bây giờ mình hạn chế gặp nhau. Khi nào muốn gặp, tôi sẽ tự tìm cách, hiểu chưa? Nè, thôi đi. Mất hết rồi, mất con, mất luôn cả ảnh rồi. Dạ thưa má. Trời ơi, chị Tư, sao mà mặt mày chị xanh dờn vậy nè? Ừ, mày thấy trong người sao rồi? Dạ, tại mấy bữa nay á, con không có ngủ được má ơi. Cứ hễ mà chập mắt á là cứ nằm mơ thấy mấy cái thứ dơ giấy không à. Mày vừa mới xảy thai mà cứ mất ngủ như vậy hoài sao chịu nổi. Nè Loan. Dạ. Con coi sắp xếp đưa nó đi thầy Lan bốc thuốc đi nghe chưa? Con nghi cái này chắc là do tâm bệnh đó má. Thân thì vừa mất con, mà chồng với lại ba má chồng thì không có đòi lại công bằng, thì hỏi sao thế máy chị cho đặng hả má? Bởi vậy người ta nói lòng dạ của con đàn bà thiệt là sâu mà. Một mũi tên á là trúng luôn hai con nhạn á má. Một mặt á là làm cho chị Tư nhỏ mất con, còn mặt khác á làm cho chị Tư suy sụp tinh thần, thần sắc càng ngày càng tệ vậy đó. Tao cũng không biết tại sao cha bay á một hai bao biện cho con Thảo, để cho nó hả càng ngày càng không coi ai ra gì hết trơn á. Nghĩ tức thiệt chứ, không biết hai cha con á ăn bùa mê thuốc lú gì của nó mà cứ chống bới lại tao hoài hả. Bà Thô đi nghe. Cha. Thưa cha. Cái gì đâu mà bàn tán xôn xao vậy? Con chung nó bệnh thì rước thầy về chữa trị cho nó. Nói tới nói lui là gây rối ở trong nhà không à. Còn bay nữa, cha biết là lúc này con buồn dữ lắm, nhưng mà làm cái gì thì làm, phải chăm sóc sức khỏe cho mình. Bây giờ vô trọng nghỉ ngơi đi. Dạ cha má. Còn con Loan. Dạ. Con kêu xe kéo rước thầy về bắt mạch chữa trị cho con Dung liền cho cha. Dạ, thưa cha má con đi. Còn hai má con của bà đó, từ ra về sau tôi cấm hai má con của bà bàn những cái chuyện không vui này nghe chưa. Tôi mà nghe một lần nữa cãi lời tôi đó, đừng có trách tôi nghe. Má thấy chưa, cha đó, cha cứ bên con Thảo hoài à. Thưa Dượng, có một người đương hỏi muốn gặp Dượng ngoài cổng. Xin lỗi, anh muốn gặp tôi hả? Thì ra đây là chồng của Phụng hả? Nghe cách anh nói chuyện, chắc là anh có quen biết vợ của tôi. Tôi có chuyện này muốn nhờ tới anh, nhưng mà ở đây không tiện. Hay là mình đi chỗ khác nói chuyện đi. Đóng cửa đi. Dạ. Có chuyện gì thì anh nói luôn đi, tôi đương có chút việc bận. Cũng không có gì quan trọng, chẳng qua thì tôi muốn anh biết mặt tình nhân của vợ mình sớm hơn một chút thôi.
Tôi cũng cho anh biết, tôi cũng chính là tác giả của cái thai quan mà anh là kẻ đổ vỡ vừa rồi. Anh đến đây muốn cho tôi biết chuyện này thôi sao? Anh không thấy gì khi biết vợ mình có người đàn ông khác bên ngoài sao? Tôi với anh chưa hề quen biết nhau, làm sao tôi biết anh nói thật hư thế nào? Tôi đâu có biết là anh vì ghen ghét vợ tôi cho nên anh mới tới để hãm hại danh dự của cô ấy, hòng chia rẽ hạnh phúc vợ chồng của tôi hay không? Anh đúng là một thằng chồng khù khờ, một thằng chồng nhu nhược như anh, bị vợ cắm sừng mà vẫn điềm tĩnh như vậy, lại còn binh vợ nữa chứ. Tôi cũng nể sự gan lì không biết sợ của anh đó. Ê, anh nói vậy là sao? Nếu như anh thật sự là tình nhân của vợ tôi thì tôi cũng có quyền kiện anh vào nhà tù ngồi. Còn nếu như thật sự anh muốn hãm hại danh dự của người khác thì cái tội này cũng không có nhẹ chút nào đâu. Nếu quy ra thì cũng phải ngồi tù cũng vài mùa chứ chẳng chơi đâu. Anh tính uy hiếp tôi đó hả? Với tư cách là chồng của Phụng thì tôi có đủ quyền hạn để tống anh vào nhà tù. Anh giỏi lắm, tôi sẽ còn gặp lại anh. Chị Thảo, chị phải giữ gìn sức khỏe, coi chừng ảnh hưởng tới cái thai đó. Chà, tôi cứ tưởng là có cặp tình nhân nào đang hẹn hò ở đây đó chứ. Ai dè là Thiếm Tư với lại Dưỡng Út. Cái này người ngoài người ta mà nhìn vô, nhắm chừng người ta không có nghĩ đây là chị dâu với lại em rể đâu, mà nghĩ hai người là nhân tình của nhau đó. Chẳng lẽ chị dâu với em rể trò chuyện với nhau cũng không được sao? Thì đương nhiên là được, nhưng mà phải có giới hạn của nó. Nhất là trước đây hai người đã từng yêu nhau. Biết đâu ở trong dạ hai người có coi nhau là chị dâu với em rể hay không? Tôi nhắc cho chị nhớ, ăn bậy thì được chứ đừng có nói bậy. Chị cũng xuất thân từ gia đình đàng hoàng, có ăn có học mà, tại sao lại ăn nói theo cái phường vô thức như vậy? Dưỡng, đúng là ăn học cao có khác, chửi người ta mà cũng thâm thúy hơn người. Thôi hai người đừng có mừng vậy, người của một nhà mà. Thím đừng có giả tạo nữa, chẳng phải thím thấy như vậy là vui ở trong dạ lắm hay sao, mà còn ở đây giả nhân giả nghĩa. Chị Tư à, chị nên đi trước đi. Chào chị. Cô Út, bộ có chuyện gì buồn hả? Là chị hai đó hả? Trong dạ có chuyện gì không vui sao? Tôi đang lo lắm, tôi đang suy nghĩ, tôi không biết là dạo gần đây gia đình mình gặp phải hạng xui chi nữa, gặp đủ thứ chuyện hết. Tôi thì bị mất con, rồi bây giờ lại tới chị Tư. Nè, không phải là tôi ghét bỏ gì Thiếm Tư đâu, nhưng mà tôi thấy từ ngày Thiếm Tư về tới giờ, hết chuyện này tới chuyện kia xảy ra, nhiều lúc có những chuyện mình không tin không được đâu cô Út. Chị nhắc tôi mới nhớ, rõ ràng là từ lúc cô ta bước chân vô gia đình mình thì nhà mình gặp đủ thứ dựng đen hết mà. Nhưng mà khổ nổi số cô ta hơn, được cha thương mến, rồi có ai dám đụng gì tới cô ta đâu. Ngay cả má nữa, nhiều lúc cũng phải chịu thiệt gì hả, cha bên cô ta lại còn phạt má nữa chứ. Cô ta đúng là ám gia đình mình thiệt mà. À, mà dạo này Dưỡng Út đối với cô ra sao? Sao tự nhiên bữa nay chị hai lại hỏi tôi chuyện đó vậy? Thì tại tôi thương cô Út cho nên tôi muốn thổ lộ cho cô biết, chứ tôi không có nhiều chuyện nhiều điều gì đâu nha. Chị hai. Hử? Nếu như mà chị biết chuyện kia, chị nói cho tôi nghe đi. Thì mỗi lần mà không có ai là tôi thấy Dưỡng Út với Thiếm Tư hay lén gặp nhau lắm á nha. Cái gì? Có chuyện đó xảy ra nữa hả? Ừ. Thì người ta thường nói tình cũ không rủ cũng tới. Mà nè, cô nên cẩn thận với Thiếm Tư đi là được rồi đó nha. Nếu như mà để tôi phát hiện ra bọn họ có tình ý gì với nhau là bọn họ chết với tôi đó.
Mình à, hôm nay tôi muốn ra chợ mua một ít nữ trang. Mình đi với tôi nha. Tôi bận rồi, mình rủ người khác đi đi. Tôi biết, tôi biết là trước đây á, tôi mần những chuyện không phải với mình. Tôi hứa với mình, từ rày trở đi á, tôi sẽ sửa đổi tính tình. Mà mình á, mình cũng đừng có xưng tôi với cô hoài. Dù sao chúng ta cũng là vợ chồng mà. Tôi sẽ sửa dần. Từ lúc cưới nhau tới bây giờ, tôi với mình cũng chưa bao giờ cùng nhau đi ra ngoài. Hay là bữa nay mình ra chợ, mình đi mua sắm với tôi nha. Mình đừng từ chối tôi mà. Cô mình đi đi. Hôm nay tôi bận thiệt mà. Tôi thấy mình có bận cái chi đâu. Suốt ngày đọc sách mà bận cái chi chứ. Chắc là tôi nhờ nên mình mới từ chối. Vậy chắc chị Tư lớn nhờ. Mình không từ chối đâu hả? Nè, mình đừng có mỗi chuyện cứ lôi kéo người khác về chuyện của mình như vậy. Tôi nói đâu có sai đâu. Mỗi lần mà tôi nhắc về chị ta là mình nóng lòng liền mà. Tôi không muốn lôi kéo người khác về chuyện của mình để đụng chạm ảnh hưởng tới người khác thôi. Chẳng qua là mình sót chị ta cho nên mình mới nói câu đó. Người ta nói không sai mà. Tình cũ không rủ cũng tới. Mình nhắc tôi mới nhớ. Vừa rồi có một người đàn ông tìm đến tôi, nói là có quen biết gì với mình nữa. Cái gì? Cái gì? Là ai kiếm? Là người đàn ông nào chứ? Tôi không có biết ai hết à. Mình làm gì mà khẩn trương quá vậy? Biết đâu anh đó là bạn hay là người yêu cũ gì của mình tìm tới để thăm hỏi vợ chồng mình thôi. Nhưng mà gã đó nói chi với mình vậy? Nghe giọng của mình, tôi đoán là mình cũng đã nghĩ ra người đàn ông đó là ai rồi. Chẳng phải là, thì mình nói có người kiếm cho nên tôi hỏi đó thôi. Tôi quen biết gì chứ. Nè, mình đi đâu vậy? Chẳng phải mình cũng đoán ra được người đàn ông đó là ai rồi sao? Người tới tìm mình là ai chứ? Chẳng phải là anh ta đã bị xử rồi sao? Nè, hay là cái thằng nào đó thôi. Nhiều khi trùng hợp là bạn bè lâu năm nó tới tìm con thì sao? Từ trước tới bây giờ á, có ai mà tới tìm con đâu. Lại còn là đàn ông nữa đó má. Có khi nào hắn chưa chết rồi tới đây tìm con không má? Nếu bày lò như vậy á, để tao kêu thằng Phát nó vô, nó đi hỏi kỹ coi làm sao. Nghe, bày ra kêu người kêu thằng Phát vô đây cho má nói chuyện. Dạ. Má à? Dạ má. Nè, vừa rồi á, có một thằng tướng mạo giống như là thằng Thái lởn vởn quanh đây nè. Má thấy không yên tâm rồi đó. Không có chuyện đó đâu má. Tại vì lúc đó là tụi con đánh cho nó trọng thương, rồi xong á tụi con ném nó xuống sông luôn. Tụi con đứng một lúc thiệt lâu không thấy nó nổi lên, rồi tụi con mới bỏ về. Má cứ yên tâm đi, chắc có lẽ là người giống người thôi, chứ không thể nào có chuyện đó được đâu. Nếu bày nói vậy thì má yên tâm. Dạ. Má chỉ sợ là cái chuyện nó không gọn gàng, rồi mai mốt mình phải dọn dẹp nó mệt lắm, con hiểu chưa? Dạ con hiểu rồi má. Thôi con ra ngoài đi. Dạ con xin phép má. Má, con có nghe rõ chưa? Dạ. Cô Hoài, hết tiền rồi phải không? Có muốn vay tiền chơi tiếp không?
muốn chứ. Cho tôi mượn thêm chút đỉnh nữa đi. Dễ thôi. Cậu Tư chỉ cần điểm chỉ vô cái tờ giấy này thôi là cậu Tư có tiền chơi liền à. Thế chấp cửa tiệm nhà tôi hả? Ừ. Cậu dám không? À, dám sao không dám? Tôi sợ ai? Được chưa? Ừ, được rồi. Tiền đâu? Lẹ lẹ đi. Từ từ. Lẹ đi, ta đang chơi kìa. Lẹ đi. Yeah. Rồi rồi rồi, đi chỗ khác đi. Nè nè nè, đặt chưa? Đặt hết chưa? Rồi chưa? Ăn nữa. Đặt ở đây nè. Ê, khách luôn đi, lớn vậy. Khoan 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 khoan, chờ xíu. Có nhiều khách, đặt hết bên này luôn nè. Wow, lớn dữ vậy. Đặt bên này nè. Nhiều vô, đặt hết luôn. Dồn hết bên này luôn nè. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi. Thấy chưa, theo ổng là chết rồi. Nãy theo tôi cũng chịu theo của ông nè. Nè. Ổng hết tiền rồi. Thôi, mình chơi tiếp. Nhớ đem mấy cái giấy tờ của cửa tiệm tới đây cho tôi nghe chưa? Biết rồi, nhắc hoài. Dạ bà. Ông đang suy nghĩ gì vậy? Ba, cái chuyện mần ăn ở mấy cửa tiệm chứ cái gì nữa. Thôi bà đừng có lo cho tôi. Bà lo bà giữ sức khỏe đi. Lo mà coi sóc mấy con mấy cháu ở trong nhà là được rồi. Thì tôi cũng đang quản tụi nó đây. Nhưng mà ông cũng bớt giận Tài đi, tạo thêm cơ hội cho nó phụ giúp với ông. Đi ngủ đi. Dạ. Thì tôi đã bao nhiêu lần tôi tạo cơ hội rồi mà nó có thể hiện được bản thân cái gì đâu. Cứ tối ngày cứ ăn chơi lêu lỏng không. Tại ông tước hết quyền lợi của nó, cho nên nó mới chán, nó mới đi chơi vậy đó. Bây giờ á, ông giao cho nó quản lý lại cửa hàng gạo đi. Nó vui vẻ, nó phấn khích rồi nó làm, nó lo lắng lại, nó hết đi chơi thôi. Bây giờ giao cho nó quản lý cái tiệm gạo nữa phải không? Không khác nào giao nguyên cái tài sản cho nó đi vô thùng bài nữa. Mà có biết cái chuyến hàng cấm vừa rồi á, đã tổn thất biết bao nhiêu tài sản của tôi không? Mà chưa kể là cái danh dự của tôi, cái mặt mũi của tôi nữa. Nó là con của ông mà. Dầu sao á, ông có giận gì thì giận, ông cũng phải tạo thêm cơ hội cho nó chứ. Nè, bây giờ tôi không có dám mạo hiểm tôi tạo điều kiện cho nó nữa đâu. Trừ khi nào á, nó phải tự kiếm tiền, rồi nó thể hiện cái bản thân của nó biết sửa đổi á, lúc đó thì tôi mới tính tiếp. Tài. Dạ. Con đi đâu về mà mặt mày bơ phờ vậy hả? Còn hỏi nữa. Đi vô sòng bài, hết tiền rồi cứ đi la cà mấy cái quán nhậu, nhậu hết quán này rồi tới cái quán kia. Cha cứ vậy hoài. Thôi con vô phòng ngủ nha má. Thiệt tình. Ông á, lúc nào cũng coi thường con hết. Nói những lời như vậy á, không sợ nó buồn hả? Rồi nó mất hết ý chí rồi sao? Bà sợ nó buồn quá. Có thằng con như nó mà tôi không nói mới là chuyện lạ đó. Riết rồi tôi chịu hết nổi nó rồi. Ừ. Chào cha má. Chào cha má. Con chào cha má. Trời đất ơi, chị Dung, bộ cả đêm hôm qua chị lại không ngủ nữa hay sao vậy? Nhìn thần sắc của chị kìa, hai con mắt thì thâm quầng, sao mà nhìn tàn tạ dữ vậy nè? Chị bị ám ảnh chuyện mất con.
Cho nên đêm nào cũng cũng nghe tiếng khóc của nó hết. Đến lúc ngủ thì cũng nằm mơ thấy nó tìm về, không tài nào mà ngủ yên được hết. Nếu chị không có mừng chuyện gì sai quấy thì có gì đâu phải sợ. Thường thì những đứa nhỏ nó chỉ tìm về khi bị chết oan, hay là quậy phá với những người mà đã từng bần đều say quấy với nó thôi. Phải đó, thường á thì những người mần bậy mới bị ám, mới bị... Không lẽ chị mần gì say quấy hả? Không, chị mần chi mà có lỗi với nó chứ. Chị thương nhớ nó, đau buồn biết mấy vì mất nó mà. Chắc là con cứ là suy nghĩ tới đứa bé đó, cho nên tư tưởng của con thấy nó hoài thôi. Nè, bây đừng có suy nghĩ lung tung, không có chuyện gì đâu. Má à, con nghĩ chắc không phải vậy đâu má. Có thể là đứa bé nó không được siêu thoát, cho nên nó quay về, nó ám chị Dung đó má. Không chừng có khi nào nó ám luôn cả gia đình mình không má. Con nói xàm cái gì vậy? Không đâu cha, con nói thiệt mà. Con nghĩ hay là cha với má mời thầy về đây đi, mình sẽ trừ tà cho chị Dung, rồi trừ tà cho cả nhà mình luôn. Lỡ mai mốt mà nó ám ảnh tới con á, trời ơi, làm sao mà con sống được hả má? Ừ, tôi thấy nó nói đúng đó. Hay là mình mời thầy về cúng đi, chứ tôi thấy trong nhà giờ mệt quá, không có yên ổn gì hết á. Cái chuyện này tôi nghĩ... Cha, đi mà cha. Thôi được rồi, bà mời thầy về cúng đi, cho cả nhà yên tâm. Ê, chuyện biết tin gì chưa? Chuyện gì vậy? Động trời, rồi. Vậy này. Biết chưa? Là cái chuyện gì vậy cha? Trả mạng lại cho ta. Cái gì vậy? Chưa biết gì hả? Trời ơi, ma ám đó. Ma hả? Ma kỳ chưa? Ma gì ám? Ma gì? Ma da đúng không? Sợ quá. Phải rồi. Ma cà rồng nè. Phải rồi. Con ma mà có cái ruột không á là ma la đúng không? Sai nữa. Chứ ma gì? Bởi vậy sai hết. Chứ ma gì? Ma con nít ám. Ma con nít hả? Ma con nít đó. Ôi. Mà chưa hết đâu nha. Biết ám ai không? Ám ai? Mợ tư nhỏ bị ma con nít ám đó. Ghê quá vậy. Tại vì sao? Mà đứa con nít đó chính là con của mợ tư luôn đó. Chắc cái đó mới động trời. Trời chắc ơi hả? Chắc bả làm gì đứa nhỏ cho nên mới đi theo bả. Chứ nhiều người con chết á, có ai bị như bả đâu. Thì tao nghĩ chắc nó hợp với mợ á. Mà nếu nó theo ám mợ tư nhỏ vậy á, chắc mốt nó theo nó ám hết cả nhà này luôn quá. Thôi nói ghê ấm mày ghê đó mày. Chứ bãi ơi con sợ quá à. Chứ bãi ơi con sợ quá à. Chứ bãi ơi chứ bãi mày làm gì đó hả? Sợ hey. Quá à. Thôi đi. Gì vậy? Con sợ. Mệt mày quá. Có gì đâu phải sợ. Chú nói cho tụi con nghe, ở đời không có gì phải sợ đó. Miễn mình đừng có làm gì bậy là không sao hết trơn á. Người cõi âm á cũng giống người cõi dương mình thôi, thấy không? Mình tôn trọng, mình lễ phép với người ta thì người ta cũng đối xử lại với mình như vậy thôi à. Không có gì phải sợ hết trơn. Trời, trừ khi tụi bay phá phách tay á. Nhất là mày á, mày phá người ta mới nhát mày thôi à. Có gì đâu phải sợ. Thôi lo mừng việc đi. Dạ. Mừng đi. Dạ. Thôi. Trời đất ơi. Cái con nó ghê hơn. Thôi. Thầy ơi, tới giờ chưa vậy? Bắt đầu được rồi. Ừ.
trắng mừng, ba hồ bảy vía, dông lớn dông nhỏ, dông cha dông mẹ, dông con bay đi cho tôi. Dòng này nó nặng quá, dòng này còn nhỏ, chết hoang, dễ dàng gì mà đuổi nó đi khỏi được. Thầy ơi, vậy vậy nó đi chưa thầy? Chưa đi. Bây giờ sao má? Vậy giờ sao thầy? Ta còn ly nước phép này. Uống đi nữa. Dạ, vậy để con thầy. Uống đi. Tụi bay. Hai đứa bay. Dạ, dạ, dạ. Lại lên. Qua đây mau lên. Dạ. Đưa tay nó lại. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng xong. Bây giờ á, khỏi phải lo hồn ma đứa nhỏ về quậy phá nữa. Thiệt là nhẹ cả người. Cái này gửi cho thầy. Sau này bà có cần gì thì cứ báo cho tôi, chứ tôi thấy cái dòng này còn đó. Dạ được thầy. Có gì thì tôi báo thầy. Thôi bây giờ tôi về nghe. Dạ thầy về. Mai mà mọi chuyện đều suôn sẻ, chứ không á là gia đình mình mang họa rồi đó. Con thấy nếu mà con Dung nó không làm gì đứa nhỏ thì làm sao nó bị cái dông nhỏ ám như vậy? Chắc chắn đằng sau có điều gì mờ ám đó má. Chuyện gì cho qua được thì cho qua luôn đi, chứ mấy bữa nay á mợ tôi nhỏ chịu nhiều đau khổ lắm rồi. Cô ba mà hiền quá coi chừng mất chồng đó. Bé nói cái gì? Dạ tại vì con thấy Dưỡng ba hay đi làm ăn ở ngoài, gặp gỡ nhiều người, rất là dễ bị mấy cô gái đẹp chiêu dụ đó má. Mà cô ba nhà mình thì hiền quá, sẽ bị chịu thiệt đó. Cảm ơn chị quan tâm, nhưng chuyện gia đình tôi tự biết cách giải quyết. Dạ thôi con mệt quá, con xin phép má vô trước. Nè con, qua ngồi đây má hỏi chút chuyện coi. Con sao rồi? Vợ chồng con có gì không ổn không? Dạ con với anh Phát vẫn bình thường, mọi chuyện vẫn ổn hết má. Mà sao thấy nó không bình thường gì hết. Bữa nay mình qua ngủ với dì Dung đi. Mình sao vậy? Hôm nay tôi muốn ngủ ở đây. Mình qua đó cho dì Dung dì đỡ sợ. Có mình dĩ à, vậy cũng yên tâm hơn. Tôi nghĩ chắc không sao đâu. Hôm nay thầy Pháp đã cúng giải tà rồi, tôi nghĩ cậu sẽ ngủ ngon thôi mà. Mình đừng có như vậy mà. Những lúc như vậy phụ nữ luôn cần có người chồng bên cạnh, có người đàn ông để dựa dẫm sẽ yên tâm hơn. Mình đi qua với dì vài hôm đi. Ôi ngoan, má thương nha. Thôi được rồi, để tôi qua bên đó coi sao cái đã. Nè, dỗ cho nó nín đi. À ơi, con ngoan nha. Sao khuya rồi mà mình vẫn chưa ngủ hả? Tối nay tôi sẽ ở đây với mình. Mình cứ yên tâm ngủ nha. Mình ngủ trước đi, tôi chưa muốn ngủ. Dì Dung nè, tôi có nấu chén trà tim sen cho cô uống đi cho dễ ngủ.
bài mua tính kế gì đúng không? Cái gì vậy? Mày đừng tưởng là tao không biết. Mày thừa cơ hội này để giết tao chứ gì? Mày muốn hại tao chứ gì? Mày đi đi, đi đâu vậy? Dung đi à, đi. Dung à, đi đi. Tôi nghĩ gì nên bình tâm lại. Tôi không có làm gì để hại gì hết. Tôi chỉ muốn tốt cho gì thôi. Muốn tốt cho tao? Đồ giả tạo. Mày không có lý do gì để tốn với tao hết. Mày muốn giết tao thôi. Mày chỉ muốn giết tao thôi. Thôi được rồi, dì cứ nghỉ ngơi đi. Dì cần gì á thì cứ gọi tôi. Tại sao cô lại trở nên điên điên khùng khùng như vậy chứ? Tới anh mà cũng nói tôi điên nữa hả? Anh mới là đồ điên đó. Đi ra ngoài, đi ra ngoài. Đi đi. Dung à, đi đi. Nè Dung à, đi. Dung à, đi. Nè nè, cô sao vậy hả? Ừ. Trời, có chuyện gì vậy nè? Nè, nó bị sao vậy con? Cô cũng không biết nữa má ơi. Tha cho ta đi. Tha cho ta đi. Tha cho ta đi. Tha cho ta đi. Ta biết lỗi của ta rồi. Tha cho ta đi. Má, hình như là tâm trí của chị bị bấn loạn rồi. Mình đi gọi thầy Lan đi má. Ừ, cứ từ từ, để con nói sao đã con. Dung à, con có chuyện gì vậy con? Tha cho ta Dung. Đi. Tha cho ta đi. Đừng tới Dung. Đây nữa. Chính ta đã giết con. Chính ta đã uống chiếc thuốc đó để giết con. Ta biết lỗi của ta rồi. Tha cho ta đi. Dung, em đang nói cái gì vậy Dung? Nè Dung à, tớ cũng uống chén thuốc phá thai đó phải không? Con mau nói đi. Con điên này, không khéo nó nói ra hết kế hoạch của mình với thằng Pháp thì chết. Đi đi. Má, con nghĩ bây giờ má đừng hỏi cô ta cái gì nữa. Tâm lý của cô ta bị bấn loạn rồi. Má, con thấy coi bộ hình như là chị phát điên rồi đó má ạ. Dạ, chắc bây giờ tâm trí của em Dung không có được bình thường, cho nên là nói năng lung tung vậy đó má. Mà bây giờ mình ở đây nhiều quá cũng không có giúp được gì cho Dung đâu má. Thôi mình về đi, để chú Tư ở đây chăm sóc cho con Dung được rồi má. Ừ, thôi mọi người về phòng ngủ đi. Chuyện này để mai tính. Còn con ở đây coi chừng nó đi. Dạ. Chú cũng nhớ lấy thuốc cho nó uống cho nó dễ ngủ nha. Tôi biết rồi. Tình hình nó vậy rồi, ông tính sao đây? Dạ, con thấy bệnh của em Dung càng ngày càng nặng rồi đó cha má. Mình phải tìm cách gì chữa cho dứt đi, chứ để không là nguy hiểm lắm á. Thì thầy Pháp cũng đã mời rồi, cái gì cũng mần hết rồi, bây giờ mới biết tính sao đây. Má, thầy Pháp hôm bữa mình mời về á, con nghi là thầy Pháp giả quá. Con thấy bệnh tình của em Dung không có thuyên giảm gì hết. Hay là mình mời thầy Pháp khác đi má, chứ để lâu ngày á, nó quay qua quậy cả nhà á, thì khổ lắm. À, hay là con nghĩ mình trả cô ta về nhà mẹ đẻ đi, để khỏi phải liên lụy tới nhà mình nữa má. Không được. Làm cái gì thì làm, phải tìm mọi cách chạy chữa cho con người ta khỏi bệnh đã. Nó đã được cưới hỏi đàng hoàng về trong cái gia đình này, thì nó phải được coi như là con ở trong cái gia đình này. Để nó ở đây mẫn gì? Để nó ở đây chỉ tổ mang tiếng cho nhà mình thôi, chứ ích lợi gì. Tôi nghĩ ông Lòn nó nói đúng đó, nên trả nó về cho cha má nó càng sớm càng tốt. Tôi không hiểu tại sao mà bà lại nghĩ mà thế nào mà bà lại hùa theo mấy đứa tụi nó. Toàn là tính mấy cái chuyện tầm bậy không à. Chuyện vô tâm vô tình như vậy mà mấy người nghĩ được hay là sao? Khi người ta khỏe mạnh á thì mình cưới về cho con trai của mình. Bây giờ người ta đổ bệnh ra là tìm cách tống cổ người ta đi là sao? Làm như vậy còn ra thể thống gì nữa? Làm sao mà tôi còn mặt mũi nào mà tôi ngó bà con nữa? Cha nói đúng rồi đó má. Dù sao em Dung cũng là con dâu của nhà này. Nay em ấy bệnh mà chúng ta trả về thì thiệt là cạn tình. Thì cũng tại nó làm chuyện sai quấy trước thôi. Tôi nói không được là không được. Cứ để nó ở nhà này đi, tìm mọi cách để mà chữa trị. Mai mốt nó hết bệnh đã rồi tính sao. Còn cái chuyện mà mất đứa bé của ông Dung á, bây giờ mình nghĩ mình biết nguyên nhân rồi. Chính nó mới là khiến bản thân mình bị mất con. Con Thảo nó vô tội. Mà trong thời gian qua đó,
mọi người nhìn con Thảo với cặp mắt như thế nào, rồi trách mắng nó đủ thứ hết ra là sao? Ôi, nói là nói vậy thôi, chứ ai mà biết sự thiệt ra làm sao. Mà không hiểu sao con Dung nó nhẫn tâm như vậy chứ. Có khi cũng có uẩn khúc gì trong chuyện này á, cho nên chưa chắc gì con Thảo nó vô tội đâu. Thôi, không có bàn cãi gì nữa hết á. Có tính thái máy lục lọi đồ người khác lúc nào vậy hả? Anh đã làm gì? Cái này là cái gì? Có phải anh dùng cái này để ám hại chị Dung và anh cứu con Thảo phải không vậy? Ừ, mà đừng suy đoán lung tung nữa. Làm gì có. Tôi không hề suy đoán lung tung. Mình mới là người đáng nghi ngờ. Lại gì nó? Mình lại gì nó? Rồi bây giờ mình lại bày ra cái trò kinh thiên động địa như vậy nữa hả? Thảo không có tội gì hết. Thật sự, tôi chỉ muốn tìm ra kẻ giết người để giúp người bị quan thôi. Lại binh vực con Thảo, lúc nào cũng là con Thảo. Anh cứ binh nó chầm chặt hoài vậy hả? Tôi không hiểu. Bây giờ tôi mới là vợ anh, chứ không phải là nó. Anh coi nó là vợ của anh hả? Mày thôi đi, đủ rồi đó. Đừng có lúc nào cũng xỉa xối, cũng vu tội cho Thảo. Tôi nói rồi, tôi chỉ muốn giải quan cho người tốt thôi. Anh mới là người dối trá đó. Anh im đi. Nếu không phải vì con Thảo, anh có sắp đặt những chuyện như vậy hay không hả? Tới giờ phút này, lúc nào anh cũng để tâm một mình nó, lúc nào nó cũng đeo bám anh hết vậy. Tôi tự hỏi, nó cho anh cái thứ bùa mê thuốc lú gì để mà anh ngu muội như vậy chứ? Đúng là điên hết rồi mà. Con Thảo, con Thảo. Nè, thân mất nết, đồ lăng loàn, đồ đàn bà rất nết. Tại sao vậy? Tại sao mày cứ bám riết theo chồng người khác hoài vậy? Mày muốn nói lại tình xưa với chồng người khác lắm hả? Cô nói gì vậy? Nói gì nữa hả? Nói gì nữa hả? Mày muốn nói gì nữa hả? Mày muốn nói gì nữa hả? Thôi đi. Chị có sao không vậy? Anh làm cái gì đó? Anh còn dám binh vực nó trước mặt tôi nữa hả? Mình thôi đi. Sao mình cứ gây sự hoài vậy hả? Tôi gây sự hay là hai người cố tình bày trò đến trước mặt tôi? Hai người muốn qua mặt tôi, muốn qua mặt cả cái nhà này mà. Mình muốn làm gì đó thì làm đi. Anh đứng lại cho tôi. Anh Tu, tôi kêu là đứng lại nghe chưa? Tôi không có bỏ qua chuyện này đâu. Mày, mày. Cha ơi, cha ơi, má ơi, cha với má xử giùm cho con đi. Con chịu hết nổi rồi. Hai người họ bây giờ vẫn còn qua lại tình tự với nhau, hẹn nhau gây ra đủ thứ chuyện tay đình hết kia kìa. Hả? Mày đang nói cái chuyện gì vậy? Nói rõ cho má nghe coi. Cha má coi đi. Con Thảo, là con Thảo nó xúi dục chồng con dùng cái hình nộm này để nhát ma nhát quỷ chị Dung đó. Thì ra là chính dự là người đã dùng cái hình nộm này để làm cho thím tôi nhỏ phát điên vậy đó hả? Việc này là do con Mừng, không liên quan gì tới chị Thảo hết. Chẳng qua là con thấy chị Dung có quá nhiều điểm nghi ngờ và không muốn người khác bị quan mà thôi. Đó, thấy chưa? Lúc nào Dương cũng binh vực mở đường lớn như vậy,
Hỏi sao mà người ta không nghi ngờ. Nhưng mà bây giờ có nói cái gì đi chăng nữa thì cũng chính Dượng là người đã làm cho mợ Tư nhỏ phát điên như vậy. Nếu chị Dung không mần gì sai thì không có gì phải sợ hết, và không thể chính miệng mình nói ra mình đã hại chết con mình được. Nè, lời của người điên nói chưa chắc đúng, rồi lỡ như có trường hợp á là Dượng hù dọa người ta, rồi lỡ như người ta sợ quá rồi nó bậy rồi sao? Cái này anh sai rồi. Người điên không bao giờ biết nói láo. Vì tiềm thức họ đã mần việc gì, gây ra tội lỗi gì thì tự động họ sẽ nhớ lại và nói ra thôi. Cha thấy thằng Tú nó nói đúng á. Cái người điên á không bao giờ biết nói láo hết. Tụ trung nó bị ám ảnh vì những việc làm sai trái của mình, cho nên nó bị điên. Cái chuyện này cũng không thể trách thằng Tú được. Cha, nếu như vậy hay là mình trả chị ta về gia đình đi. Chị ta đã phạm tội tày đình như vậy mà. Không được. Con nói như vậy là không có được. Bởi vì nó đã làm cái chuyện sai trái như vậy rồi, mà nếu như mình cũng sai trái như nó như vậy thì cũng không được. Tại vì nó đã hại chính con của mình, cho nên nó bị điên. Bây giờ thì... Vậy giờ ông tính sao? Bây giờ trước mắt á, tìm thầy giỏi để trị bệnh cho nó cho hết bệnh trước cái đã, rồi tính sao? Dạ, có nước rồi, mời cô cậu vô uống. Ờ. Dạ. Con Dung bây giờ nó điên điên khùng khùng rồi. Tôi e có ngày nó nói hết chuyện chúng ta hợp tác là chết đó. Dượng phải nghĩ cách gì để giải quyết đi chứ. Dượng hãy nghĩ tới chuyện đại sự của chúng ta đi. Chị cứ yên tâm, tôi biết chuyện nào là chuyện quan trọng. Chỉ có sự im lặng mãi mãi thì bí mật mới được bảo đảm. Sao rồi? Cháu tôi đâu rồi? Là con trai. Vậy hả? Chúc mừng bà. Chúc mừng mẹ. Bà đưa nó cho tôi đi. Dạ. Trời ơi, dễ ghét quá hả má? Ồ, cháu của bà. Nè, đứa cháu này á sẽ là đứa nói giỏi tông đường, nó phải được chăm sóc đặc biệt. Từ nay á con cứ để cho má với ông Phụng chăm sóc nó cho nghe. Má mừng vậy sao được? Con của con còn nhỏ quá, nó cần mẹ chăm sóc. Má, con xin má để cho con chăm sóc con đi má. Con cứ yên tâm chăm sóc bé Phúc đi, để má với ông Phụng á chăm sóc cho nó cho. Chứ bày bận biệu lo cho hai đứa không xuể đâu, lỡ nó đổ bệnh á thì khổ nghe. Má, nhưng mà nó cần bú sữa mẹ. Má ơi, con năn nỉ má để cho con chăm sóc nó đi má. Tao nói không là không, mày nghe chưa? Buông ra đi con, đi. Má, mới sinh mà con khóc hả mẹ? Con ơi, má à, con thấy là hình như nó đói lắm rồi đó. Bây giờ mình phải mừng chi với đứa nhỏ này hả má? Con Thảo nó còn yếu, cho nên sữa của nó cũng không có được tốt. Thôi, cứ cho nhỏ uống sữa ngoài đi. Má định mướn bà Vú chăm sóc nó. Nếu hai vợ chồng con á thấy tiện á thì cứ giữ nó phụ má. Con biết rồi má. Ừ. Cha. Ừ. Sao không để cho con Thảo nó tự chăm sóc cho con nó? Như vậy phải tốt hơn không? Con Thảo nó còn bận chăm sóc cho bé Phúc, mà hai đứa còn nhỏ quá, một mình nó sao chăm sóc cho tốt được. Tôi tính mướn bà Vú chăm sóc cho thằng nhỏ này nè. Cha à, má nói phải đó cha. Thiệt ra cũng ở chung nhà mà, chứ có xa cách gì đâu. Con nghĩ là cứ để cho má tìm Vú nuôi sẽ tốt hơn đó cha. Với lại có con ở đây nè, để con qua lại chăm sóc cũng được mà. Yeah.
Nín đi con, nín đi. Nè, bà cầm cái coi. Dạ. Nín đi con, nín bà thương nha. Nín đi con. Trời ơi, sao nó khóc hoài vậy không biết nữa. Trời ơi, nó khóc hoài vậy. Bực mình quá đi. Nè, sữa cũng không chịu uống. Bà ẩm nó ra ngoài, bà dỗ cho nó nín đi. Dạ. Tôi bực mình quá rồi đó. Nín đi con, nín đi. Chịu hết nổi rồi mà. Con. Má, con nghĩ má nên trả con lại cho con Thảo đi. Dù sao đứa trẻ nó cũng còn nhỏ quá mà. Nó còn mẹ nó chăm sóc. Con nói cái gì vậy? Con có biết không, đứa nhỏ đó là cháu đích tôn. Sau này nó nói dở tông đường của nhà này, làm sao má đưa cho con Thảo nuôi được. Má, dù sao con Thảo nó cũng là mẹ của đứa bé mà. Con im đi. Má đang bực mình muốn chết đây nè. Con đi ra ngoài cho má. Cậu mừng chi thì mừng, nhưng đừng để lộ thân phận sớm, sẽ không tốt đâu. Tôi chỉ muốn dạy cho con Phụng một bài học vì cái tội dám cho người xử tôi. Tôi không nghĩ đơn giản như vậy. Thằng Tú nó không dễ chơi đâu. Tôi cũng biết chuyện đó. Hồi đó giờ tôi chưa gặp thằng nào ghê gớm như nó hết. Nhưng mà tôi cũng muốn nhắc nhở cậu, sau này cậu muốn mần chuyện chi cũng phải hỏi ý kiến của tôi trước, để tôi còn biết tính cách cho cậu. Cậu cứ mần liêu như vậy ảnh hưởng tới tôi đó. Tôi biết rồi. Ừ, cậu về đi. Mình, mình. Ừ, có chuyện chi? Mình xin má cho tôi chăm sóc con được không? Tôi muốn tự tay chăm sóc nó. Ừ, nó là con của cô, cũng là cháu của nhà này, thì má chăm sóc nó có gì lạ đâu. Cứ để má chăm sóc nó đi, cô vẫn còn con Phúc mà. Hơn nữa cô đang lu bu chuyện nhà, mần sao chăm sóc một lúc được hai đứa chứ. Tôi mần được mà mình. Mình mần ơn đi xin má. Chứ tôi nhớ nó quá, tôi chịu không nổi. Mình xin má giúp tôi đi mình. Ừ, má đã quyết rồi, không ai thay đổi được má đâu. Ngay cả tôi cũng vậy. Thôi, đừng có suy nghĩ tới chuyện đó nữa. Mình, cái chuyện đó thì tôi biết, nhưng mà nếu như vậy á thì cái số gia sản đó sẽ thuộc về hai má con của nó. Chúng ta không thể để cho thằng nhỏ lớn lên một cách bình yên được. Đúng, không thể nào nó lớn một cách bình thường được. Bây giờ nó đã có đứa con để hậu thuẫn, phải làm sao để cho đứa nhỏ biến mất thì mọi chuyện mới khác được. Là mọi chuyện diễn ra giống như một tai nạn đúng không? Ừ, tôi vô trước. Ừ, là mọi chuyện diễn ra giống như một tai nạn đúng không? Con đợi má một xíu nha, má qua ẵm em con rồi mình cùng đi ha. Chị tính đi đâu vậy? Tôi vừa nghe chị hai nói
Dượng Ba sẽ hại chết con trai tôi. Tôi sợ quá, tôi phải ẵm con đi thôi. Có chuyện nữa thật sao? Tôi mà ở lại đây con tôi sẽ chết mất. Hơn nữa thời gian qua má không cho tôi chăm sóc, cũng không cho đến gần nó. Tôi nhớ con lắm, nên tôi phải ẵm con đi để bảo vệ con mình và được gần con. Tôi phải đi thôi Dượng. Mà Dượng đừng có nói cho ai biết nha. Chị yên tâm đi, tôi sẽ không nói cho ai biết đâu. Tôi không còn thời gian nữa, tôi phải đi liền. Tôi không có ý ngăn cản chị đâu. Nếu chị muốn đưa con đi đâu, tôi sẽ giúp chị. Đây, mình đi, mau lên. Thảo Đình đi đâu vậy? Tôi chẳng có ai thân thích để nương tựa, tôi chẳng biết đi đâu nữa. Nhưng mà trước mắt á, tôi định về thăm cha, tại vì tôi rất nhớ cha. Hơn nữa, từ khi sinh hai đứa nhỏ này, cha tôi cũng chưa được nhìn thấy mặt hai đứa cháu. Tôi muốn ẵm hai đứa nhỏ về thăm cha, để cho cha biết mặt, rồi sau đó mới tính tiếp. Thảo tính vậy cũng tốt, nhưng mà Thảo đừng ở lại chỗ cha mình lâu quá. Thế nào gia đình bà hội đồng cũng sẽ tìm đến đó. Thôi Dượng về đi, nếu để người khác thấy thì không hay đâu. Nín đi con, nín đi con. Má đây, má đây. Nín đi con. Thôi, tôi về đây, để mọi người sinh nghi, có khi kéo thêm một chút thời gian cho ba mẹ con. Thảo cầm lấy một ít để phòng thân. Thảo cầm lấy đi để lo cho hai đứa nhỏ, đừng có suy nghĩ nhiều mà. Sau này tôi sẽ gửi lại cho Dượng. Thôi được rồi. Tôi vẫn không yên tâm nữa. Hay là tôi có một ông lấy đồ quen, để tôi dẫn Thảo đến đó, để cho ông chở ba mẹ con đi, để tôi yên tâm. Cứ yên tâm đi, ông quen với tôi mà. Mình đi lẹ đi. Thôi đến đi con. Đi. Lên đi. Cẩn thận đó. Dạ dạ, tôi biết rồi. Chết rồi, chết rồi, chết rồi ông bà ơi. Cái gì vậy? Tôi nhân nó biến trong mắt rồi. Cái gì? Hả? Có chuyện gì? Tôi mới vừa chập mắt chút xíu, giật mình thức dậy không thấy nó đâu nữa hết. Nở? Dạ. Chạy vô phòng con Thảo coi, mày tìm kỹ chưa? Dạ, tôi đi tìm hết rồi, tìm cùng hết rồi mà không thấy ông bà ơi. Mày đâu, tụi mày đâu hết rồi? Con lo đút đút đi kiếm coi. Dạ, dạ. Lại lên. Mau mau. Dạ. Đi đi kiếm hết các phòng coi. Dạ. Con không thấy mợ đâu hết bà ơi. Mày tìm kỹ chưa? Dạ, dạ rồi. Trời ơi. Ủa vậy có chuyện chi vậy cha má? Má con của con Thảo biến đâu mất rồi. Nè, tụi bay, tụi bay tìm ở đâu vậy? Dạ, ở ngoài giường đó. Tụi bay thiệt là khùng mà, đương đêm như vậy ẵm con ra giường bằng chi chứ? Ý con là bây giờ mình chạy ra ngoài kiếm một vòng nữa coi sao. Kiếm cái gì nữa mà kiếm? Nó rình rình ẵm con trốn mất tiêu rồi. Con nhỏ này gan thiệt mà. Đúng là con đàn bà không ra gì mà. Mình mà bắt được nó, cha với má phải cho nó một trận đó. Nó có được dạy dỗ gì đâu mà con nói. Thôi đừng có nói nhiều nữa, tụi bay thức gì hết đi. Đốt đốt đi tìm hết giùm tao đi. Lẹ lên, mau lên. Dạ, lẹ lên. Dạ, lẹ lên cho tao. Trời ơi. Ừ. Con mà bắt được nó về là nó biết tay con đó má. Má mà kiếm được nó là nó chết với má. Trời. Nè, anh biết chuyện chi đúng không? Tôi không biết chuyện chi hết đó. Anh giả bộ hả? Hai người giàu gì cũng là tình xưa nghĩa cũ với nhau mà. Anh đừng có giả bộ là anh không biết. Anh giúp cô ta chứ gì? Đừng có ăn nói bậy bạ nha. Đêm hôm mà trốn khỏi cái miệng này đâu phải là chuyện chơi.
nó ẵm con đi kiểu này á, chắc chắn là có người giúp đỡ cho nó. Bằng sao mà tôi biết được? Anh không biết thiệt không đó? Tôi đã nói không biết rồi mà. Không phải là anh, chắc chắn là chị ba tôi chứ không ai hết á. Cô không có bằng chứng thì đừng đón non đón già nữa. Nè, anh đừng có tưởng là tôi không có bằng chứng mà hay nha. Tôi là tôi đi gút trong bụng anh đó, lúc nào cũng minh giật con Thảo chầm chầm. Anh đừng tưởng là tôi không biết chi nha. Đó, ông thấy chưa, cái con này nó ăn gan trời mà, nó dám làm chuyện đông trời như vậy, nó làm eo với gia đình mình mà. Thôi thôi, bà bớt suy nghĩ lại đi, bà bớt lời lại đi, cho giữ sức khỏe. Hạnh à, Hạnh, ra má biểu coi. Dạ. Dạ. Nè, con biết nó đi đâu không? Chuyện này con cũng không biết như mọi người thôi. Thả không có nói gì với con hết. Má thấy con thân thiết gần gũi với nó lắm mà, tại sao cái chuyện tài trời này mà không có bàn với dạ, nhau chứ? Dạ thưa bà. Dạ, con tìm kiếm khắp nơi rồi mà không có thấy mẹ con Mợ Tư ở đâu á. Kiếm không được á thì đi kiếm tiếp, kiếm cho ra mới thôi. Dạ. Tao nói một lần nữa, mọi người trong nhà này không kiếm được nó thì không ai được ngủ. Dạ, chứ. Dạ, hãy lên. Thôi đi bà. Con gan trời mà, nó về đây là nó chết với tao. Thôi đi mà, đừng có tức như vậy. Ủa, sao hôm nay nhà của mình có cái gì mà vui dữ vậy, thức khuya dữ vậy? Cái con vợ yêu quý của mày á, nằm con mày đi mất tiêu rồi. Trời ơi, con quỷ cái này nó gan dữ vậy hả? Mày hay quá ha. Nè, mày đi đâu vậy này mới về? Dạ. Hả? Không có biết quan tâm tới gia đình, tới vợ con gì hết, tối ngày cái ăn chơi lêu lỏng. Bây giờ có chuyện cái là về nhà cái la làng lên. Bây giờ quan trọng là phải tìm cho ra mẹ con nó kìa. Sao ông cứ trách nó hoài vậy? Đó, thấy chưa, cha thấy chưa, ở trong nhà này con chỉ thương nhất là má của con nè. Má con đi ngủ nha má. Đi đi, đi ngủ đi. Ngủ. Tối ngày cứ lo la rầy thằng Tài hoài. Đó, ông vợ ông lo xử tội con dâu ông đi. Nè, ông mà không làm rõ trắng đen chuyện này á, tôi không có để yên đâu. Nè, hoài hoài cái gì? Bà mới là vậy hoài đó. Cha. Bộ hai đứa nhỏ còn ngủ hả con? Dạ. Cha uống nước. Đêm qua sao có chuyện gì sao mà tay ẩm tay bọc mấy đứa con về đây vậy hả? Ừ. Rồi cha mẹ chồng bay ở bên đó có biết không vậy? Ừ. Dạ không. Ủa, vậy là con cãi nhau với chồng con hả? Dạ không cha. Vậy tại sao con lại ẵm mấy đứa con của con gì đây trong đêm hôm khuya khoắt như vậy? Cha, nếu mà còn sống trong gia đình đó chắc ba má con còn chết mất. Thôi được rồi, nếu mà con thấy con không sống nổi với gia đình ở bên đó thì ba mẹ con bay á cứ về đây sống với cha. Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo nghe chưa? Cha, cha cho má con ở lại đây thiệt hả cha? Ừ, cha chỉ có mỗi một mình con thôi. Nếu mà con sống khổ sở như vậy thì làm sao mà cha chịu nổi chứ? Con cảm ơn cha. Con gái ngốc nghếch của cha. Ông Tư ơi, có nhà ông Tư ơi. Ủa, Thảo mới về hả con? Dạ con thưa bác. Dạ. Anh Bảy tới chơi. Dạ. Mời anh Bảy vô nhà. À, con đi chăm cho cha bình trà. Dạ. Ủa, Thảo, con về một mình hả? Chồng con sao không thấy về? Dạ. Tại chồng của nó bận công chuyện cho nên chỉ có ba má con nói gì đây thăm tôi thôi. Nè ông Tư, tôi hỏi thiệt không nghe, con Thảo nó về chơi hay là có chuyện chi bên nhà chồng không vậy? Sao anh Bảy hỏi vậy? Bởi vì đêm qua tôi nghe ngoài đường chó sủa quá trời luôn à. Tôi ra coi á, thấy con Thảo á, nó vừa ẵm con, nó vừa dẫn con về.
đàn bà con gái ha, đêm khuya mà dẫn con về chắc là có chuyện lạ đó anh Tư. Xưa giờ á, nhà ai mà có con gái bị bên gia đình chồng đuổi về á thì nhục lắm anh Tư, bị thiên hạ đàm tiếu sao chịu nổi. Nó là con của tôi, vì nó sống khổ sở như vậy làm sao mà tôi chịu nổi. Mặc kệ thiên hạ đàm tiếu kiểu gì cũng được, miễn sao con cháu của tôi sống bình yên là được rồi. Thôi, tôi chỉ nói vậy thôi chứ tôi không có nhiều chuyện chi. Thôi không có chuyện chi, tôi xin phép về nha anh Tư. Dạ, anh Bảy về. Chú về nha Thảo ơi. Dạ. Đây. Sao đây. Mà nó khóc dữ vậy con? Dạ, cho nó đói bụng đó cha. Ồ, ngoan nha con. Ngoan nha, nín nè, nín nè. Cha đi à, chắc xế chiều cha mới về. Con ở nhà cứ ăn cơm đi, đừng có đợi cha ăn nghe. Dạ, con biết rồi cha. À, đồ chơi của con đây, đồ chơi của con đây. Ủa, cha. Đợi má xíu, con ở nhà đi, đợi má xíu. Má mang thuốc cho ông rồi má về liền nha. Nha, đợi má xíu. Chết rồi. Chú Tư. Anh Tư. Hả? Có chuyện gì mà mấy chú kêu tôi vậy? Ủa chú Tư, nghe nói con Thảo bị nhà chồng đuổi về nên ôm con về ở với chú hả? Tưởng con gái lấy chồng giàu á thì cha mẹ được nhờ, ai nào ngờ mang lại phiền lòng và nhục nhã cho gia đình không à. Nếu tôi á mà có con gái mà bị chồng bỏ như vậy á, tôi không dám ra đường đâu, vì nhục quá. Đàn bà con gái mà bị đuổi ra khỏi nhà chồng chắc phải làm chuyện gì tày trời mới bị như vậy phải không chú Tư? Ừ, đúng là sinh con gái á chỉ tổ rước thêm phiền muộn thôi. Mấy chú thấy gia đình người ta như vậy chắc là mấy chú vui lắm hả? Thì tôi thấy sao nói vậy thôi. Thôi tôi đi nha chú Tư. Tôi đi nha anh Tư. Con xin lỗi, chị đã mang nhiều phiền toái cho cha. Cha cho má con ở lại thêm vài hôm nữa, con sẽ không để cha bị điều tiếng nữa đâu. Cha Thảo. Con, con thấy cha để quên thuốc ở nhà nên con chạy theo đem cho cha. Đầu óc của cha lúc này, cha cứ hay quên trước quên sau. Cha cảm ơn con nghe. Cha, con xin lỗi cha, vì con mà cha phải bị điều tiếng như vậy. Cha hiểu con, cha không có quan tâm tới chuyện của thiên hạ đâu, chỉ gia đình chúng ta sống vui vẻ là đủ rồi. Thôi con về sớm đi, để bé Phúc ở nhà nó sợ đó. Dạ. Thôi cha đi nghe. Cha đi sớm về nha cha. Cho con nè. Rồi, ông về kìa, ông về kìa. Ồ, cháu của ông. Sao khóc vậy hả? Cha ơi, cha ăn cơm không? Con dọn cơm cha ăn luôn nha. Thôi cha ăn ở ngoài rồi. Ngoan nè. Cha có đến nhà của bác Năm, cha có kể sự tình của con đó. Và cha cũng ngỏ ý là muốn ba mẹ con bay á về tá túc ở bên đó. Dạ. Dạ rồi bác ấy nói sao cha? Dạ bác Năm bay á cũng đã đồng ý rồi, nói là má con bay á qua bên đó ở đi cho nó vui. Dạ. Cha nghĩ là con cũng nên qua đó tá túc một thời gian đi, chứ ở đây á gia đình ông hội đồng tới tìm á sẽ gây khó dễ cho con đó. Dạ. Thôi bây giờ con vô trong thu xếp cho nhanh đi, đi qua bên đó ở cho nó sớm để cho nó an toàn con. Dạ dạ con biết rồi cha. Hành bữa nay ngon ghê không? Nè, hồi nãy đi ngang phòng khách đó, có thấy bà hội đồng về chưa? Không, đi đâu hết trơn rồi. Chắc là qua bển làm rùm beng ở bển nữa rồi. Cầu cho mợ được yên thân. Ở đó mà yên thân thế nào á, bà hội đồng cũng bắt được thằng nhỏ về à. Tội cái á là tội cho mợ Tư á, đâu có bỏ được thằng nhỏ đâu. Bây giờ mà biểu mợ Tư quay về đây á thì sẽ không yên với bà hội đồng đâu. Sao mình không nói với mợ Tư ở bển luôn đi, đừng có về đây nữa. Sao mà được, ông Tư sợ nhất là mít lòng ông bà hội đồng, làm sao dám để mợ Tư ở bên đó. Ủa mà sao chú biết được? Thì đó, để tụi bay coi tao nói đúng không. Bây giờ chỉ có cầu trời khẩn Phật,
sao cho mợ Tư qua được cái chuông này. Cái bà này đi nhanh vậy, đi từ từ thôi bà. Nè, làm gì mà đi sấn sái dữ vậy? Bà hội đồng, ông hội đồng, mà mời ông bà ngồi uống nước. Ngồi dạ. Cái gì mà ngồi? Tôi qua rước cháu tôi về. Mà nè anh Xui à. Ủa chị Tư, bộ tính lẫm con đi đâu nữa hả? Cái ngữ con dâu như mày á, tao chỉ có trả đi chứ không có rước về. Tôi lại ông bà, con dại cái mang, con gái tôi nó trẻ người non dạ, nó làm ra cái tội lỗi gì á, bao nhiêu tội lỗi tôi chịu hết. Thôi cho. Thôi không sao đâu anh Xui à. Mong ông bà tha lỗi cho nó. Một khi đã bước ra khỏi nhà của tôi thì đừng hòng quay về. Phải rồi, cái thứ đàn bà con gái hư thân mất nết như chị á, rước về nhà tôi mừng chi. Đừng mà mình. Đưa đây, đưa con cho tôi. Bà ơi, đưa con cho tôi. Ông bà. Đừng mà. Phụ cái đó bỏ đi. Con. Mày đánh nhau. Đánh nhau. Con ơi. Mình ơi. Đi ra. Ông bà đừng làm như vậy mà. Ông bà hội đồng ơi. Mày tránh ra. Con xin má. Má ơi. Mày tránh ra. Con xin má. Tao đã nói con với mày rồi, gia đình tao không cần một đứa con dâu như mày. Và cháu của tao cũng không cần một người mẹ như mày. Nè bà ơi. Nghe chưa. Cha ơi. Trời. Cha cho con chở về nhà đi. Con chăm sóc con còn chỉ cách mà con mà cha. Mình ơi, mình đưa con cho em đi. Mình đưa con cho em đi, tha tội cho em. Mình ở nhà má một tiếng cho em chăm sóc con đi mình. Cha má tôi mà đồng ý rước chị về nhà, cả thiên hạ này đàm tiếu cười vô mặt gia đình tôi đó. Nè chị Tư nè, chị đừng có gian sinh nữa. Tôi lại ông bà hội đồng. Con gái của tôi từ xưa tới giờ nó ngoan ngoãn hiền lành lắm. Tại vì nó thương con nó quá cho nên nó mới hành động dại dột như vậy. Tôi lại ông bà. Anh Xui à, anh Xui đứng lên đi. Con không thể thiếu mẹ được ông bà ơi. Anh Xui đứng lên ông đi. Ông bà cho con gái tôi về bên đó ở chung với lại hai đứa con để cho mẹ con nó đừng có xa cách nha. Tôi biết rồi. Thôi anh đừng có lại lụng như vậy. Cho con Thảo nó về đi. Hai đứa nhỏ nó còn nhỏ lắm, nó cần hơi mẹ mà. Dạ. Nè nè, tôi nói cho mấy người biết, tôi dư sức mướn 10 người để lo cho cháu đích tôn của tôi. Bà nói vậy nghe sao được. Tụi nó bệnh hoạn, nó thiếu hơi mẹ nó làm sao. 20 người làm sao mà bằng mẹ của nó được. Đi về. Dạ. Không, cô đứng lên. Dạ. Đi về. Đi con. Cha à. Đi rồi về nói sao. Đi về. Cha. Con. Tôi cảm ơn ông hội đồng. Thôi mà anh Xui. Thôi không có gì đâu. Cảm ơn ông nhiều. Đứng lên đi anh. Đừng làm vậy. Giữ sức khỏe nghe. Có tôi lo rồi. Nha. Dạ rồi. Ông hội đồng. Đi về. Đi về. Dạ. Đi con. Đi đi con. Dạ. Mọi người vẫn chưa về sao chị ba? Chưa nữa. Chị đang sợ quá nè. Không biết má qua bên đó có làm lớn chuyện không. Rồi không biết bác Tư với lại con Thảo ra sao nữa. Người như cô ta, cha má mà cho về nhà này chỉ tổ mang thêm tai tiếng thôi. Chị đừng quên, chị cũng chỉ là phần làm dâu thôi. Dẫu gì chị Tư cũng đã sinh cháu cho gia đình chồng. Nhưng mà tôi không có tự ý tự quyền bỏ nhà chồng đi trong đêm khuya lén lút như vậy. Thôi mà, mỗi người nhìn một tiếng đi. Chuyện đến nước này mà còn cãi nhau nữa. Bé Nhân ngoan. Ừ, ngoan ha. Ừ. Mừng đi. Nhìn gì vậy? Cháu của bà. Nín đi mà, nín đi con. Thôi mà, nín đi con. Mình đưa con cho tôi. Ôi, ngoan nè. Ôi, ngoan nha con.
Cô sao vậy? Về nhà được rồi, vui vẻ lên cái có được không? Làm cái gì mà cái mặt lúc nào cũng bí xị hết vậy? Bộ muốn trù cái nhà này hả? Mà nói trước nha, lỡ lần này thôi đó, có một lần sau nữa, tôi cho cô biết, tôi sẽ cắt đứt cô với hai đứa nhỏ luôn, không cho cô gặp nữa đó. Làm mợ tư sướng quá rồi, bày đặt không biết điều. Thảo. Chị ba, bé Nhân sao rồi chị ba? Nó có quấy khóc không? Nó ngủ rồi. Em nhớ nó quá. Thôi, ráng đi em. Em đừng có suy nghĩ nhiều, nếu không là sanh bệnh đó. Để chị coi coi, chị tính cách coi, để cho em thăm thằng Nhân nha. Dạ. Con mời má. Ừ, để nó đi. Dạ. Má, má uống đi, uống nóng mới có tác dụng, uống hỏng nóng là không có tác dụng đâu á má. Ờ, đúng rồi đó. Má, má sao vậy nè? Sao vậy hả má? Mày lại đây, mày lại đây cho tao, mày lại đây. Định giết tao bằng nước sôi hả? Tại sao? Hả? Tại sao vậy? Khốn nạn mà, khốn nạn mà. Muốn giết tao hả? Tao đánh cho mày chết là khốn nạn nè. Tao quýnh cho mày chết. Má mệt rồi, đi vô phòng nghỉ đi má. Trời ơi là trời. Nè, ai giặt đồ cho tôi mà lại dơ như vậy nè? Nè chị kia, tôi đang nói chuyện với chị đó, chị có nghe hay không vậy? Chị bị câm rồi hả? Chà, bữa nay cô càng ngày càng ngon ha. Tôi nhắc cho cô nhớ nha, cha cô với lại cô quỳ gối van xin nhà tôi, cho nên cô mới được quay về cái nhà này. Bây giờ cô còn bày đặt lên mặt nữa hả? Cha cô đúng là xui xẻo, cho nên mới sinh ra loại con gái tệ hại giống như cô vậy đó. Cô im đi, cô không có quyền miệt thị cha tôi, nghe rõ chưa? Cái gì? Loại nghèo hèn giống như cô mà cũng bày đặt có sĩ diện nữa hả? Dù gì cô cũng là em chồng tôi đó. À, trời ơi, nè tao nói cho mày biết nha, loại cùng đinh giống như mày đừng có hòng làm chị dâu của tao. Mày cái này còn quá đáng gì nữa hả? Tao đánh cho mày chết. Cô làm cái gì vậy hả? Mày dám đánh tao hả? Má ơi, má ơi, con Thảo nó đánh con nè. Má ơi, không ai dạy dỗ mày hả? Con quỷ kia, sao mày dám đánh con tao hả? Mày dám đánh con tao nè, tao đánh cho mày chết nè. Con quỷ này, con quỷ này nè, tao đánh mày chết nè. Dám đánh con tao nè, dám đánh con tao nè. Con quỷ. Đi vô má. Ngồi đi. Học biết mà có sao không? Đưa tay ra đi con. Đơn thuốc đi.
già. Tới thầy. À, dạ dạ. Cảm ơn thầy nha. Dạ cảm ơn ông rất nhiều. Chắc mợ Tư xuống dưới đi con. Dạ dạ. Xin phép đi ông mà, rồi. Mình đi cảm mà. Ơn thầy. Chung, thuốc của dì nè, dì uống đi cho mau hết bệnh. Đắng lắm. Tôi biết là đắng, nhưng mà phải uống mới hết bệnh được chứ. Đắng lắm. Thảo đâu rồi? Ra đuổi gà nè. Đắng lắm. Để nó bổ ra hết rồi kìa. Đắng lắm. Tôi để đây đó, dì nhớ uống thuốc đi nha. Cơm nước gà qué không lo, tối ngày lo mấy cái chuyện bao đồng. Sao em không uống thuốc đi? Nóng. Để chị thổi cho em uống ha. Nóng. Nóng. Tao sẽ không để mày hết bệnh, để mày nếp xếp mọi chuyện đâu. Mày cũng ngu ngu ngơ ngơ như vậy, càng lâu càng tốt. Dung. Nè, chị thổi nguội rồi nè, em uống đi. Nè ngoan, chị thổi nguội rồi. Giỏi, uống đi cho mau hết bệnh nữa. Nha không? Nha, ngoan nha. Nè uống một hơi nè, nguội rồi. À, đó, thấy không? Vậy giỏi ghê chưa? Em nằm ngủ đi nha. Chút xíu nữa chị kêu mấy đứa đem cơm cho em ăn ha. Chuyện cứ đúng như cái mặt của tôi với Diệu là được. Cứ để tôi lo. Anh Phát. Không có gì hết. Không có gì phải. Anh Phát. Anh Phát. Cô làm cái chi vậy? Tại sao? Ê. Tại sao mày đi với anh Phát? Nè. Chạy đi, chạy lẹ đi. Chạy đi. Nè, bình tĩnh đi. Em bình tĩnh lại. Em bằng cái chi vậy? Hả? Anh, sao anh bỏ rơi em? Anh đi theo bả đúng không? Không có gì đâu nè. Anh. Không em không. Anh em Phát. Đừng có suy nghĩ như vậy. Em biết hết đó. Nghe nói. Anh bỏ rồi em. Anh đi theo bả đúng không? À anh không có. Anh vẫn đang ở bên em. Đi nha. Đi theo anh. Em không tin đâu. Cái gì vậy? Anh. Nhưng mà em. Đi. Anh. Em. Bộ con nhỏ này không muốn sống nữa hay sao mà cứ điên điên dại dại như vậy hoài hả? Làm sao mà nó thoát ra ngoài được vậy? Chị chưa đổ thuốc cho nó hả? Rồi. Làm sao để cậu bịt miệng nó lại đi. Nói năng lung tung. Có ngày ai mà nghe được là phiền mình đó. Tôi nghĩ đã đến lúc dì nên ra tay đi. Dù sao Dung cũng hết lòng hết dạ với mình, nhưng với tình trạng hiện nay, không khéo sẽ bại lộ hết mọi chuyện. Xưa có câu, người không vì mình trời ru đất diệt. Mời mấy anh ngồi, để tôi vô gọi ông bà. Dạ, thưa bà. Có mấy người này cần gặp ông bà. Dạ. Mấy cậu là ai? Mấy cậu cần cái gì? Dạ, thưa bà hội đồng, tôi cần kiếm cậu Tài. Kiếm cậu Tài mà ẩn gì? Dạ thưa bà hội đồng, cậu Tư nhà ông bà hội đồng đã đến chỗ chúng tôi vay tiền và thế chấp cửa tiệm cho chúng tôi. Nay đã đến hạn trả nợ mà chẳng thấy mặt mũi đâu, nên chúng tôi đến nhà để đòi.
mấy cậu nói gì? Thằng Tài nhà này thiếu nợ mấy cậu. Ừ. Thế chấp cửa tiệm hả? Ừ. Bằng chứng đâu, giấy tờ đâu? Dạ bẩm ông Hội đồng, đây là giấy nợ. Giờ bằng sao ông? Thôi được, tôi sẽ chuộc lại giấy tờ của cửa tiệm. Còn nó thiếu cái gì của mấy cậu đó, còn phần còn lại đó, mấy cậu đi tìm nó mà đòi. Trời ơi, nhà ông giàu vậy mà sao ông không trả nợ luôn cho con trai ông đi? Còn cái chuyện nó gây ra, nó phải chịu trách nhiệm. Bây giờ nếu các cậu không chịu, xin các cậu về cho. Thôi được, vậy phần còn lại tôi sẽ kiếm cậu Tài lấy. Bà, hả? Vô lấy tiền đi. Nè ông, các cậu cầm đi. Cảm ơn ông bà hội đồng. Về tụi bay. Bài bạc rồi cầm cố luôn cái cửa tiệm, hết thuốc chữa. Cha má, con mới về. Ông cha, sao tự nhiên cha đánh con? Tự nhiên hả mày? Không những đánh mày mà tao còn đuổi mày ra khỏi nhà nữa. Cha ơi, cha nói cái gì kỳ vậy? Ông ơi, dù có giận cỡ nào cũng không nên nói với con như vậy mà. Không nên hả? Tôi nói thiệt chứ tôi không có nói giỡn đâu. Cha à, trước đây mày đã buôn bán hàng cấm, mày làm tán gia bại sản rồi, bây giờ còn bài bạc đem cầm cố cái tiệm nữa. Mày còn thuốc chữa nào nữa không hả? Tao không thể nào dung túng mày được nữa. Mày đi ra khỏi nhà. Dạ. Ông má, má, mày đi ra khỏi nhà. Má ơi. Ông ơi, mày đừng gian xin gì hết. Tao ơi, không muốn thấy mặt mày. Mày không đi tao cho người mần đuổi mày. Mày băng nhục đó. Đi. Cha. Ông ơi, ông suy nghĩ lại đi ông ơi. Má. Được, tôi sẽ đi khỏi nhà này cho cha vui lòng. Tài, mày nói mày giữ lời đó. Ông ơi, ông suy nghĩ lại đi ông. Ông ơi. Suy nghĩ cái gì nữa? Tôi nói cho bà biết nè, bà còn binh vực nữa, bà đi theo đó luôn. Nghe rõ chưa? Mình sao vậy? Có chuyện gì không vui hả? Thằng Tài đúng là hơi quá khi đem cửa tiệm cầm cố. Nhưng mà đáng lý cha cũng không nên đuổi nó ra khỏi nhà như vậy. Cha mà trừng phạt như vậy thì nặng quá. Tôi thấy cha mần như vậy là chí phải mà. Một người phá của giống như chú ấy mà ở trong cái nhà này thì có ngày phá hết cái gia sản này, thì tất cả mọi người trong cái nhà này ra đường ăn xin hết đó. Mà mình buồn vì chuyện này đó hả? Dù gì nó cũng là em của tôi mà. Nhưng mà chú ấy đâu có nghĩ như vậy. Trước giờ chú ấy chỉ biết ăn xài chơi bời, có bao giờ nghĩ mình có một người anh giống như mình đâu. Mà mình lo chi cho mệt. Mình nói vậy mà nghe được sao? Thì tôi thấy thì sao, tôi nói vậy thôi. Từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ nó bằng việc gì, giờ bị cha đuổi ra khỏi nhà như vậy, rồi không biết nó sống bằng sao đây, rồi lấy gì mà ăn, rồi ngủ ở đâu đây. Nghĩ tới chuyện đó thôi mà tôi thấy xót dạ vô cùng. Mình khéo lo, chú ấy lớn rồi, không phải là một đứa con nít lên ba. Nếu mà muốn sống, ắt chú ấy sẽ tự biết làm thôi. Tôi thấy chú ấy mạnh mẽ hơn mình khỏi phải lo. Với lại chắc gì mà để cho chú ấy khốn khổ ở bên ngoài,
thế nào cũng lén cha cho tiền chú ấy cho mà coi. Ừ, cũng hy vọng như vậy. Đúng là đồ ngu, thành tài bị đuổi là có cơ hội tốt, vậy mà không biết tận dụng, ở đó còn ngồi lo. Chiều đến thăm em rồi hả? Ừ, anh đã đến rồi. Sao lâu quá anh mới đến thăm em giờ? Anh có biết là em nhớ anh lắm không? Ừ, anh còn phải đi bận nữa, em thông cảm. Mỗi ngày đi làm xong anh nhớ đến thăm em nha. Mấy người này họ xấu lắm, họ nhốt em ở trong phòng suốt à. Em buồn lắm anh ơi. Anh hiểu rồi. Em hay nhìn thấy con của chúng ta lắm. Thôi, nó đẹp yếu như anh. Nghe nói nè, cái vấn đề này là bí mật giữa anh và em, đừng bao giờ nói cho ai biết hết. Ồ, bí mật. Đúng rồi, bí mật. Bí mật. Bí mật. Nha. Bí mật. Bí mật. Bí mật.